À, dạ thưa sư, sư chưa bật mic ạ. Xin hỏi quý vị có nghe chưa? Dạ vâng, chúng con đã nghe thưa sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đà Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ kính chào đại chúng. Trước khi đi vào bài học, kính thưa các vị những tâm là ba ba ngôi tam bảo và cộng đồng Bụt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ở buổi học trước thì chúng ta cũng đang học về cái câu chuyện của một loạt những bài kệ, từ bài kệ số 188 cho đến 192. Dựa vào video thì bữa trước chúng ta đang ở đây. Và cái duyên sự cho một loạt những bài kệ này là đề cập đến cái câu hỏi của Bà La Môn Ác-di-đắc-tá. Ông dạy các đệ tử của ông là hãy nương trú, hãy cầu khẩn dựa vào những cái tha lực từ bên ngoài như là những sức mạnh của thiên nhiên, mà với cái trình độ văn hóa thời đó người ta chưa có biết được là nó thành tựu từ đâu, và họ đã quy ước rằng đó là cái sức mạnh của các vị thần. Đó là cái tiến trình gọi là phát triển về tư tưởng từ mà gọi là đa thần chuyển thành độc thần. Là cái buổi mà sang cái nền văn minh còn chưa phát triển, cho nên tin tưởng hại cái tin này xuất phát từ cái việc hòa hại. Họ thiện cảm vì họ thấy rằng thiên nhiên có những lúc đó là hiền hòa, có những lúc đó là rất là hung bạo, vượt ngoài cái xin lỗi quý vị, quý vị có nghe được không ạ? Dạ thưa chúng con nghe sư. Các vị còn nghe đúng không? Dạ thưa tôi con nghe thưa sư. Dạ. Cái wifi của tôi nói chuyện nên nói chuyện nó bắt cái wifi dưới. Cho nên từ cái niềm tin sơ khai như vậy, cho nên họ sợ hãi, họ kinh hãi trước những sức mạnh của thiên nhiên. Từ đó họ mới có cái sự mà gọi là thờ cúng, cái sự mà kiêng nể. Thì đó là cái nguồn cội xuất phát từ những cái đức tin. Thì dựa vào đó, tùy theo văn hóa, tùy theo chính trị, tùy theo cái nền cái văn minh của từng nhóm người, từng bộ tộc như vậy, nên họ phát triển được. Và từ đó họ thành ra cái quan điểm cái tôn giáo tức là đa thần. Họ cho rằng đó là theo cái văn hóa của Ấn Độ thì lúc đó thì Phạm Thiên đã có cái văn hóa mà tôn thờ Phạm Thiên đã có từ rất là xa xưa rồi. Khởi thủy mà nếu chúng ta đọc trong trường bộ kinh này, bài kinh mà khởi thế giới bổn, thì cái chúng sanh đầu tiên mà xuất hiện ở cõi người thì tức là các vị Phạm Thiên nhỉ? Hóa sanh từ cõi Phạm Thiên sắc giới, hóa sanh xuống nhỉ? Cho nên vị Bà La Môn Ác-di-đắc-tá này cũng dạy cho những người mà học trò, những người đệ tử của mình cần phải có sự kiêng nể, tôn thờ, kính ngưỡng và bái lại những cái sức mạnh đó, như là sức mạnh ở rừng núi. Thì dựa vào cái câu chuyện này, cho nên Đức Phật mới dạy rằng cái sự mình nương tựa đó, sự y cứ, sự dựa dẫm vào, sự kiên nể vào những cái vật như vậy đó, thì ví dụ như là búp ba tiếng rừng núi, thì cái đó không phải là sự quy ngưỡng một cách gọi là cao thượng, vì rằng cái sự quy ngưỡng đó nó không đem đến cái sự an lạc,
theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn chỉ có sự nguyên ngưỡng nơi tâm bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Giống như cái, giống như phần mà phần được diễn, được diễn giải thêm cho cái buổi học buổi trưa về trong Tăng Chi Bộ Kinh ha, đề cập nó là bốn cái đối tượng mà đặt cái niềm tin Basada tối thượng ở trong đó, tức là đặt niềm tin nơi Đức Phật là một vị xuất hiện duy nhất ở đời, khai sáng tìm ra con đường giải thoát. Và những ai đặt cái niềm tin kèm theo trí tuệ vào bậc giác ngộ đó thì người đó sẽ gặt hái được cái kết quả to lớn. Đoạn kinh buổi chiều chúng ta đã học rồi, các bạn có thể coi lại trong đoạn video đó. Rồi tương tự như vậy trong những cái pháp mà sankhata, những cái pháp hữu vi như vậy, thì cái việc mà vô tham, cái việc ly tham viraga được xem là tối thắng trong các pháp đó. Rồi trong các đoàn thể, trong các tăng chúng thì Tathagata Savaka Sangha, tức là cái đoàn thể mà thinh văn đệ tử của Đức Như Lai, để xem là tối thắng. Và buổi trước đó, thì chúng ta đã đi vào trong cái phần mà giải thích cho cái phần chú thích cho năm cái bài kệ này, và chúng ta đang ngưng ở tại đây. Rồi xin mời một vị hoan nghị đọc bài này. Xin mời một vị. Dạ, thưa sư, con đọc. Hey. Từ chỗ tát xá không sư? Tát xá pa na alapa pa quang đa se tum mắc ghe na agata sa ra nan re quá pa ca san to che ta ri ariya ariya sa cha ni sama pa na ya pa sa ti ti a ha yo hi e te sang sa cha nang Dasana wasena etani samarangato etassa etang samanang kemanca utamanca soja pugalo etang saranang paticca sakalas mapi watta dukha pamuccati tasma etang ko samanang kaman kaman ti thì à tí bút tăng. Sư con đọc xong rồi ạ. Ở đây là cái phần chú thích cho cái đoạn phía trên, nhưng mà để mà hiểu rõ được cái chattari abhisacchani samappanyaya pasati, thấy được bốn cái sự thật cao quý này bằng chánh kiến, bằng chánh trí đó hả. Tức là cái từ mà vô đây, cái đoạn vô này nè, bài kệ số 190 đó. Thì trước kia đó chúng ta đọc sơ lại, chúng ta coi sơ lại về cái nghĩa này. Cái vô gia tiết là người nào đó này, ai nè. Thì ở đây tức là cái gì? Akhyamang Anbuttamang Sarang Dasipa. Sau khi trình bày ha, cho thấy được cái sự uy ngưỡng cao thượng, sự quy ngưỡng không có an ổn, không có cao thượng vào vào những cái cảnh phía trên, ví dụ papa papata wana arama rukha jetiya, đó là núi non rừng rậm vườn tược cội cây và cũng như là các đền đài miếu mạo. Thì sự quy ngưỡng cúng kiến thờ lại những cái nơi hoặc những cái vật như vậy thì được xem đó là không có an ổn. Akhima Anuttama. Và sau khi trình bày như vậy rồi, Đức Phật mới đưa ra, mới bắt đầu ha. Đã sanh đắc thành với mục đích là cho thấy được cái sự mà uy ngưỡng an ổn tối thượng. Theo cái nghĩa tức là giữa và cái ý nghĩa của bài kệ đó là
Yo cha gahato papa cha. Gahato wa papa chito wa. Tức là cho dù là người tại gia hoặc là người xuất gia nào, nhưng mà người đó như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy là Nisa nhé, người đó y cứ dựa vào. Nisa nhé, y cứ dựa vào cái gì? Buddha Dhamma Sangha Nusati Kamathana và những cái đề mục mở. Nhớ tưởng, suy niệm để phát khởi cái niềm hoan hỷ kèm trí tuệ do sự hiểu được như thế nào được gọi là Đức Phật, như thế nào được gọi là giáo pháp và như thế nào được gọi là chúng tăng. Chứ không phải là chỉ sự niệm suông, niệm với minh tính cách, tức là có một cái tha lực sẽ ban thưởng trừng phạt, hộ trì vân vân cho mình. Mà niệm ở đây phải dựa trên nền tảng là trí hiểu rõ được quá trình tu tập dẫn đến sự thành tựu quả vị chánh chánh giác. Và giáo pháp được Ngài tuyên thuyết, ví dụ như Đức Phật Gautama, của Đức Phật Gautama hiện tại, Ngài tuyên thuyết trong suốt 45 năm, đó là cái kết quả mà Ngài đã huân tu trong suốt hơn 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Và Ngài đã đúc kết trong suốt 45 năm. Đó là những phần mà Ngài đã trình bày mà mang đến giá trị lợi ích cho chúng sanh và nhân loại. Còn những cái gì mà Đức Phật còn biết hơn nữa thì nó còn nằm ngoài cái số đó. Cho nên giáo pháp ở đây tức là những cái gì mà được Đức Thế Tôn trình bày trong suốt khoảng thời gian mà sau khi Ngài giác ngộ. Tất cả các pháp đó đều có chung một vị, đó là vị giải thoát. Từng lời, từng câu, từng chữ, từng bài pháp như vậy đều hướng đến cái khía cạnh tức là xả ly, ly tham và đoạn diệt. Và tăng chúng ở đây tức là cần phải hiểu rõ, tức là các bậc thánh nhân bao gồm cả tại gia và xuất gia, chung quy là những vị đã bước vào dòng thánh, cái đó là thành tựu sắp bao quát cái khu, đã thành tựu trở thành một vị tỳ kheo và dựa vào thực tính, dựa vào bản thể, dựa vào bản chất, tức là đã trở thành một thánh nhân bước vào dòng thánh rồi. Và Sangha cũng còn ám chỉ tức là những cái người mà đang thực hành, đang trao dồi thành tựu bằng cái vấn đề samuti bhikkhu. Thì tùy niệm ở đây tức là tùy niệm về những cái phẩm chất, cái vốn nát của một vị Phật chắc là chánh giác, cái phẩm chất là cái đức tính của giáo pháp có công năng như vậy, và cũng như là phẩm chất hoặc như là đức tính của chư thánh hiện tăng hơn. Thì với một việc mà gọi là dựa vào cái việc mà y cứ nương tựa, y cứ vào Nisa giá hàng, dựa vào y cứ vào cái điều mục mở, suy niệm tùy quán như vậy, như là Itipiso Bhagava Arahant Sammasambuddho như vậy, thì người tại gia hoặc người xuất gia đó sẽ như thế nào? Saranang Gato. Từ cái việc mà gọi là suy niệm như vậy, vì đó sẽ làm tăng trưởng cái niềm quy ngưỡng nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Setawasena, vì cái khía cạnh tức là làm phát triển, làm tăng trưởng. Và đây cũng là một trong, và đây cũng là ba trong 10 cái đề mục tùy niệm Anusati được đề cập trong 40 cái đề mục Samatha Kamathana, đề mục tu tập và thiền chỉ. Rồi kế tiếp là Tassabhi Tansarana Gamana Anyatithiya Vandana Dihi Kupati Chalati. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó là cái gì? Còn cái sự mà gọi là quy ngưỡng ấy của những người, của người đó, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là anh nhá tiếp thế giá, anh nhá là khác, tiếp thế giá tức là bên ngoài, tức là những cái hệ thống tôn giáo khác, mà anh nhá tiếp thế giá anh gì, tức là ngoại đạo. Vandana dihi, bởi ha, bởi cái sự đảnh lễ, bởi cái sự kính ngưỡng, cung kính bái lại. Như vậy là sự quy ngưỡng. Nếu mà sự quy ngưỡng đó mà được làm theo cái quan điểm của các vị ngoại đạo đó,
thì như vậy sự nguyên ngữ đó nó cứ bắt tiếng đi cho nó tiếng, nó dẫn đến cái sự rung động, sự dao động, sự hoang mang, chứ không có mang đến cái sự mà gọi là akhema anuttama, cái sự an tịnh, cái sự tối thượng. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ chúng ta sẽ là ahana, là bất định khứ. Phía trước chúng ta có một cái pakasanto, đó là hiện tại phân từ. Pakasati có nghĩa là được rõ biết. Khi mà rõ biết cái gì? Khi rõ biết về cái sự nguyên ngữ agata saranami, dasetum. Dasetum đây là nguyên thể nha, cần từ daseti để trình bày cái trạng thái không còn dao động, không có sự hoang mang. Trình bày cái trạng thái không còn hoang mang, không còn hoang mang. Rồi, ở đây tức là chủ từ cho cái này tức là cái gì? Em chỉ tức là Đức Phật nha. Sau khi mà Ngài như thế nào? Sau khi Ngài đó, khi mà trình bày, khi mà cho thấy, khi mà làm hiện lộ rõ cái sự quy ngưỡng chánh đáng hơn bằng cái con đường, bằng cái phương cách mắt kia đó, bằng cái phương cách đó, bằng phương cách phía trên, phương cách đó là tùy niệm về ân Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, để cho thấy được cái sự mà gọi là an tịnh, không có dao động của cái sự quy ngưỡng đó. Kế đến rồi Ngài mới trình bày về cái việc, tức là với cái việc mà quy ngưỡng và tùy niệm như đó không, thì cũng chưa mang đến cái sự giải thoát được. Vì rằng đối với cái đề mục mà Buddha nó sắp tiếp, hoặc Dhamma nó sắp tiếp, hoặc Sangha nó sắp tiếp, chỉ có thể dẫn đến chỉ có thể dẫn đến là đạt đến cận định mà thôi. Upacara Samadhi. Vì rằng cái đề tài, cái đề mục mà tu tập này cần phải dùng trí phát triển mạnh, hiểu rõ, cần phải suy niệm, cần phải nhớ tưởng rõ về những cái vú nát của từng cái đề mục tu tùy theo cái căn tánh của mình. Thì chính do nhờ như vậy cho nên tâm không có an tịnh, không có trú vào một cái đối tượng kamathana nào được. Cho nên đó là chỉ có thể dẫn đến cái việc mà upacara samadhi được phát khởi ở trong lộ ý, xuất phát từ tâm đại thiện, hợp trí mà thọ hỷ. Thì từ khi đó đó bắt đầu là mới và dừng lại tại đó. Cho nên nếu mà nhờ vào cái việc mà tu tập quán trưởng như vậy là cái yếu tố để phát khởi, để hỗ trợ cho làm trở sanh, cho phát triển cái niềm, cái đức tin trong sạch để tâm bảo. Tuy nhiên không có thể bị dẫn đến cái sự giải thoát được. Chính vì vậy cho nên Ngài mới trình bày thêm cái con đường hoặc cái yếu lý trong giáo pháp của Đức Phật đó, tức là phải liễu ngộ, phải thấy rõ được, phải thấy tường tận được, phải thấu triệt được bốn cái thanh đế này. Yo hi ete sangsakya nan. Thật vậy ha. Yo ở đây tức là người nào mà saranagato, mà đã quy ngưỡng. Dasana vasena etani, đã quy ngưỡng, mà etani tức là đã quy ngưỡng về ba cái bậc mà cao thượng đó, tức là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng đó. Và với cái việc mà gọi là thấy rõ dasana này, vasena, bằng cái việc mà thấy rõ, phải như là thấu triệt được mà bốn cái thánh đế ấy, thì cái saranang, cái etang saranang đó, thì cái sự quy ngưỡng đó đó, tức là nhờ vào cái nền tảng của cái sự mở, cái sự quy ngưỡng nơi tam bảo kèm theo trí tuệ, rồi vị đó
chuyển qua một bước nữa, tức là tu tập để thấy rõ, để thấu triệt được bốn thanh đế này. Thì nhờ như vậy cái sự quy ngưỡng đó đó của vị ấy đó mới là cái sự quy ngưỡng mà an ổn và cũng như là tối thượng. An ổn ở đây tức là cái gì? Không có sự sợ hãi, không có sự mà lo âu, so với cái sự mà gọi là nương tựa vào những cái quan điểm thông thường như là rừng núi, cội cây, sông ngòi. Vì rằng nếu như mà có sự an ổn như vậy, có cái sự mà cúng bái như vậy, thì họ sẽ, thì thiên nhiên nó sẽ không có những cái trận mà cuồng phong, có những cái trận mà gọi là lũ lụt mà bất ngờ như vậy, mà đoạt mạng biết bao nhiêu là chúng sanh trong đó. Cho nên cái việc mà khấn vái như vậy đó, hẳn nhiên nó vô bổ, nó không mang đến cái giá trị. Còn cái việc mà quy ngưỡng tùy niệm với Đức Phật như vậy là cái đề mục để phát khởi cái đức tin. Ở đây không phải là đức tin mà đức tin suông mà chỉ là phát khởi cái tâm đại thiện, hợp trí, thọ thị. Do lấy cái đề mục hiểu được rõ từng cái ân đức, từng cái cú đáng của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Như vậy đang tạo ra cái thiện nghiệp làm nền tảng cho minh sát. Thì chính như vậy đó, thì do nhờ vào ba cái đề mục này, thì ngay lúc đó đó, thì với cái tâm đại thiện đó thì không có sự sợ hãi, không có phiền não, không có lo âu. Và nhờ vào cái nền tảng đó, vị đó vững vững tâm hơn trong quá trình mà tu tập để thấu triệt được bốn cái thanh đế này, thì như vậy mới được gọi là cao thượng. Và trong mật cú Đức Cao Bà Thái chúng ta cũng học rồi, để trình bày về bài kinh Ratana Sutta, thì theo quan điểm thông thường như vậy thì có những cái khái niệm cho rằng tức là có những vật mà gọi là được xem là báu vật ở đời, như là đối với một vị chuyển luân vương, vua của các vị vua, thì có những sáu cái báu vật xuất hiện cùng lúc mà vị đó đăng quang lên ngôi. Thì cái sáu cái báu vật đó, đó là những cái báu vật mà xuất hiện do thiện nghiệp của vị đó, mà chúng sanh khi mà nhìn thấy như vậy, biết được như vậy, đều mong cầu, đều hoan hỷ, đều vui thích. Tức là sáu cái vật đó là cái nguồn để khởi sanh cái niềm hỷ lạc. Tuy nhiên nó chỉ hạn cuộc lại ở trong khía cạnh, tức là chỉ cá nhân của vị chuyển luân vương đó thôi có thể sử dụng được, và ở một cái phạm trù nào đó mà thôi. Ngay cả khi mà thiên luân báu Chakaratana có thể mà đưa vị chuyển luân vương cùng với bốn binh chủng, cùng với gọi là đồ chúng của mình, có thể đi từ cõi nhân loại cho đến cõi mà ta có tiên sát. Tuy nhiên với cái lòng tham, với cái lòng mà muốn hưởng các dục như vậy, cho nên đức vua chuyển luân vương cũng không thể nào mà hưởng thụ hết các dục lạc ở trên cõi trời, và cũng phải mệnh chung. Cho nên đó là cái sự, những cái báu vật đó đó, nó chỉ giúp ích cho cá nhân, một đoàn thể nào đó, ở trong một phương diện nào đó. Tuy nhiên không có thể mà giúp cho chúng sanh đó được sự an ổn, thoát khỏi được những phiền não, chấm dứt mọi khổ, những khổ đau ha. Rồi ở đây chúng ta mới thấy là Sô Chá Bút Cá Lô. Rồi người ấy, tức là người nào phía trên này, vô này, người nào mà có sự viên ngữ như vậy, thì người ấy đó, Ê Tăng Sá Ra Năng Bám Mút Chá Tiếp, thì giải thoát được Quát Tá Đúc Kha. Khi mà đề cập đến Quát Tá Đúc Kha tức là khổ luân hồi ha. Quát Tá ở đây tức là sự luân chuyển, sự xoay vần, hay được gọi là cycle. Cycle ở đây có nghĩa là anh chỉ tức là ba cái yếu tố trọng yếu trong Phật tử sanh luân hồi luôn luôn chi phối, tác tạo, xoay chuyển chúng sanh, cũng giống như một con kiến như vậy. Khi mà bò trên cái miệng ly như vậy, thì khi mà bò quanh tròn như vậy thì không có bao giờ mà biết được điểm nào là điểm khởi đầu và bao giờ là điểm kết thúc cả, vì nó là một vòng tròn. Tức là chỉ tức là phiền não đó là cái yếu tố là nhân khiến cho chúng sanh đó nó mà tác tạo ra nghiệp, hay được gọi là hành động, tạo tác ra hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, có thiện cũng có bất thiện cũng có. Và chính cái nghiệp đó, đó sẽ là cái yếu tố sẽ dẫn đến cái quả, cái kết quả sanh hữu trong tương lai, sự hiện hữu, sự có mặt. Thì như vậy là cái vòng tử sanh luân hồi mới vẫn còn tiếp diễn như vậy. Cho nên được gọi là quả luân ha, quý ba công quán tác. Rồi trong cái quả đó, đó khi mà khởi sanh ra như vậy, có cái thân hiện hữu rồi, chúng sanh vì vô minh chi phối, vì tham ái trói buộc, cho nên lại cố gắng tiếp tục lăn xả vào đời, lăn xả vào trong các vấn đề hưởng dục, tâm cầu, cho nên lại tiếp tục
lại tạo ra các nghiệp mà bất thiện nữa. Cho nên đó là một cái vòng xoay chuyển nha. Cho nên quá tá đúc khai anh chỉ tức là khổ luân hồi xoay chuyển trong cái vòng này. Sakalasma ở đây chúng ta chia theo cách thứ năm nha. Thoát khỏi nha. Ở đây đúc khai chúng ta là amasma đó nha. Cách thứ năm đấy. Người đó đó sẽ thoát khỏi được cái gì? Cái vòng, toàn bộ cái vòng tử sinh luân hồi và tiết giác do dựa vào cái gì? Ê tăng sát ra năng do dựa vào cái việc mà quy ngưỡng này. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật cũng đề cập đến có 8 pháp giúp cho chúng sanh, giúp cho một người có thể sanh về thiên giới và cũng có thể dẫn đến sự giải thoát. Đó là tam quy và ngũ giới. Anh chỉ tức là ba cái sự y cứ này là cái nền tảng để phát sanh tất cả các thiện pháp khác. Do vậy, e tăng khô sá ra năng khe măng. Do vậy đó, cái sá ra năng e tăng này, cái e tăng sá ra năng, cái sự quy ngưỡng đó mới được gọi là an ổn. Rồi ở đây, về khía cạnh mà ba, về khía cạnh mà gọi là Chattari Arisakyani thì trong Trung Bộ Kinh chúng ta đã đọc, chúng ta đã học rồi nha. Tức là anh chị, tức là khía cạnh là bốn cái sự thật này cần phải được hiểu qua ba cái loại trí. Tức là cần phải hàm dưỡng, tu tập, phát triển, tuần tự ba cái loại trí. Từ sắc giới nha ná, kiết giới nha ná và cát tá nha ná là thấy rõ tương tự bản chất của bốn cái sự thật này. Ở đây sẽ không nói thêm ha. Hoặc chúng ta có thể coi thêm trong bài kinh mà Dhammacakkappavattana Sutta. Bữa trước khi học chung bộ kinh đó, đã có dẫn chứng rồi, đã có mở cho coi, các vị coi rồi. Rồi ở đây nữa, bà xin mời một vị hãy đọc cái bản kế tiếp. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Để sa na wa sa ne sa pe pi te isa yo sa ha patisambhidahi aratang batwa satharang vanditwa rapachang jajimsu satapi jivara kapato hatang parat retwa etha bhikkhavo charatha brahmacharya brahmacharyanti aha te tang khan ne yewa athapari kadra dara dara vasasa thikka thera viya ahesum socha sabbe sambi angga magga dar guru tratha wasinang sakarang adaya agamana i waso ahosi te sakarang adaya agata sabepi te isayo papacite iswa kinuko amhakang agitata brahmano maha udahu samano gotamoti cintetwa samanasa gotamasa agatata akidato wa mahati mangimsu satate sang acasa yang oloketwa akidata pariyas parisa saya kankang cinditati aha so ahampi etta kamewa pacasi samiti idip balena satakatung weha sang abu gang toa bunabu nang oriha satarang wanditoa satame bante pagawa sagakko hasa hamasi hamasmiti watoa sagakatang pakasetiksiti. Dạ con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Kế tiếp ở đây chúng ta sẽ thấy là động từ sẽ là gia chim số mà bất định cứ là số nhiều. Trước đó chúng ta sẽ có là ba toa và ba đi toa. Và hợp với là chủ từ sẽ là cái gì? Sắp bê tê nha. Isayo là này. Như vậy ở đây anh chỉ tính Isayo hay chia từ chủ cách này. Tất cả các điểm mà ẩn sĩ đó, tất cả các điểm mà đạo sĩ đó, thì trước đó chúng ta có Desana Wasane, tức là Desana còn Awasane nó nghĩa ra tức là
kết thúc cái buổi, tức là cuối cái pháp thoại đó, thì tất cả các vị đạo sĩ đó đã xin, trước khi xin chúng ta là bát tòa arahat tăng đều chứng đạt quả vị a la hán nè, cùng với gì bốn cái loại mà trí phân tích nè, patisamvida ta thành tựu mà a la hán quả cùng với phân tích trí, rồi hơn nữa ta sakha răng quan nhĩ pa và đã đảnh lễ bậc đạo sư, rồi đã xin xuất gia. Ám chỉ ở đây tức là các vị mà đạo sĩ mà đang theo cái vị bà la môn Akidatta với cái đồ chúng rất là lớn nhỉ. Thì sau khi mà xuất gia, xin xuất gia như vậy rồi đó, thì bắt đầu thế nào ở đây tức là Sattari Chiwarap Bato Hattang Pasari Toa Pasari Toa. Sareti thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là đưa ra, nó còn có nghĩa là truyền bá, gọi như là đặt tệ. Ở đây thì ra phía trước chúng ta có một cái đối cách cho cái Pasadita, mang nghĩa là tức là đã hướng tay chỉ ra. Chiwara gappato ha. Gappa ở đây anh chỉ tức là cái gì? Phía bên trong hoặc như là cái phòng nha. Như vậy đó. Ở đây chúng ta thấy là gappato. Tô thì chúng ta dùng theo cách thứ 5 được. Như vậy cũng rồi, bậc đạo sư đó như thế nào? Ngài tức là từ ở trên y của ngài ha, tức là tay ngài để ra, để trên y như vậy, rồi ngài mới chỉ ra và ngài mới gọi rằng e tha bích khao vua, tức là này các tỳ kheo, e tha tức là từ e hí nhỉ, e tí đó, e tha tức là di thân ngôn thứ hai số nhiều, tức là hãy đến đây, charatha brahmacharyam, charatha có nghĩa là đi quanh, còn có nghĩa là thực hành, hãy thực hành cái đời sống phạm hạnh này, và ngài đã nói như vậy. Rồi các vị đó như thế nào? Đây là cái hình thức gọi là xuất gia đặc biệt, đặc thù dưới sự chỉ bày của Đức Thế Tôn. Đây là những cái trường hợp mà gọi là một trong 8 cái trường hợp mà xuất gia, mà riêng chỉ có Đức Phật là người mới cho thành tựu được bằng kết quả thiện lành của đời trước, đã từng huân tu và tác tạo những cái yếu tố, ví dụ như đã từng cúng dường để y bác vân vân, rồi đã từng có cái ý nguyện muốn thành tựu xuất gia bằng cái việc mà hy biết khốn như Đức Phật này. Cho nên đó thì do cái quả lành như vậy, thì ngay khi mà Đức Phật chỉ tay và bảo hãy đến đây thực hành giáo pháp này, thì các vị đó mặc nhiên trở thành từ một vị đạo sĩ như vậy, thì mặc nhiên đó xuất hiện y áo, xuất hiện y bác đầy đủ này, và râu và tóc cũng đã được cạo sạch, tự cạo sạch như vậy, và với cái oai nghi trang nghiêm như một vị tỳ kheo 60 hạ như vậy. Tức là cái chủng tử mà đã xuất gia của vị đó đã được vung bồi rất nhiều ở trong đời quá khứ rồi, và với cách hướng nguyện tức là sẽ được thành tựu cái việc xuất gia, và trong cái kiếp chót này dưới hoặc như là với Đức Thế Tôn. Cái vị đó như thế nào nữa? A Hê Sung. Ở đây chúng ta sẽ có là cái gì? Đây, ở đây quá xá là Satika Hathira này. Cái vị đó đã trở thành một vị trưởng lão. Quá xá ở đây tên là 5, mà Satika tên là 60, giống như một vị tỳ kheo mà gọi là 60 hạ như vậy đó. Mà Athaprikara Dara, Athaprikara tức là cái vật mà phủ yếu, cái vật phủ yếu. Mà Dara ở đây tức là từ động từ Darati, Dara tức là kèm theo, mang giữ, mà kèm theo, tức là vị trưởng lão mà kèm theo cái gì? Kèm theo
8 cái bậc phụ yếu của một bậc xuất gia, bao gồm tam y, bát, đồ lọc nước, kim chỉ, rồi thắt lưng, vân vân. Thì tăng khá nê dê quá, chúng ta tách ra tất là, xin lỗi, tăng khá nê dê quá, đúng rồi. Chúng ta tách ra tất là tăng khá nê, tăng khá ná, tăng là cộng khá ná, cộng với ê quá, qua được thêm vô, tăng khá nê. Tức là ngay cái khoảnh khắc đó, ngay khoảnh khắc mà Đức Thế Tôn mà vừa dứt cái câu ê tháp ít khá vô, chá ra tháp, Brahmacharyan này, thì các vị tỳ kheo lập tức có được 8 cái vật dụng của bậc xuất gia, gồm y bát đầy đủ, và cũng như trở thành một vị tỳ kheo với cái oai nghi, với cái phẩm hạnh như là một vị tỳ kheo 60 hạ như vậy. Rồi xua giá ở đây chúng ta sẽ thấy rằng xua động từ ác hô xí là bất định cứ từ ba số ít hả? Chúng ta sẽ thấy rằng là sắp bê sang angama ganda kuru ratha wasi năng. Ở đây anh chị cái phần từ phía trên đó, chúng ta có cái đoạn này rồi, tên là anga, tên là tên của quốc gia nhà maganda và kuru ratha. Ratha là quốc gia này, wasi năng là đối với những cái cư dân sống ở tại ba cái vùng này, tên là cái vùng này là cái vùng mà giao thoa. Cái vùng giao thoa giữa ba quốc độ này, thì cái vị mà bà Alomon mà Akiratta này đã đi đến cư trú nơi này, đến cái làng này cùng với cái đồ chúng mà lớn của mình, để cho này tức là Agama đã đi qua xô. Như vậy chủ từ sẽ là xô Agama đi qua xô vào cái ngày mà Agama tên là đã đến, mang nghĩa là tên là cái ngày mà huân tập của bạn của quần chúng nơi đó, đó. Để cái gì? Để sắc ca răng, để tỏ cái lòng a đa giá sau khi cầm lấy, sau khi cầm lấy cái gì? Ở đây không có cái đối cách mà gọi là ấy, mà sắc ca rá tên là trạng từ một cách kính cẩn nha. Thì đồng nghĩa rằng chúng ta phải hiểu rằng tức là gì, sau khi cầm lấy những cái lễ phẩm như vậy, đối với những cái cư dân sống ở ba quốc độ này, đối với tất cả cư dân sống ở ba quốc độ này, thì sau khi cầm lấy những cái lễ phẩm một cách trang nghiêm, một cách kính cẩn như vậy, bởi vì rằng nếu mà chúng ta dùng cái động từ mà ác hô xí như vậy, thì chúng ta rằng tức là vào cái ngày mà tụ hội của những cư dân ở ba cái quốc độ này, họ đã cầm lấy những cái lễ phẩm một cách kính cẩn và đến đó. Và khi đến đó rồi đó, thì bắt đầu thì thông thường đó, thì họ thường đến đó vào cái ngày mà nhất định ấn định của họ, để đến cúng dường cái, để đến cúng dường vị Bà La Môn Akiratta và cũng như là đồ chúng đang tu tập ở nơi đó. Cho nên Tê Sắc Ca Răng A Đa Giác là sau bọn họ đó, sau khi mà cầm lấy những lễ phẩm một cách kính cẩn như vậy rồi, sakkara như vậy chúng ta dùng, xin lỗi, sakkara chúng ta vẫn dùng theo nghĩa danh từ sự cung kính, sự kính cẩn. Nó còn có nghĩa tức là cái gì, sự rộng lượng, sự rộng lượng. Như vậy sau khi chuẩn bị, sau khi cầm theo những cái lễ phẩm, chúng ta cũng có thể dùng cái nghĩa là lễ phẩm cũng được, là sự tôn kính, cái vật mà đã tỏ bày cái sự tôn kính của mình, chúng ta cũng có thể dùng là lễ phẩm. Rồi sau khi cầm đến lễ phẩm như vậy, Agata đã đi đến, chỉ còn cách cái tên này. Rồi bắt đầu như thế nào? Đi xoa Papachite Isayote đã nhìn thấy những cái, những vị đã thấy những vị đạo sĩ là đã xuất gia. Ở đây Papa Chita chúng ta để phía sau cũng được, chúng ta để phía trước cũng được nha. Nếu mà thường thì chúng ta nên để phía trước, ví dụ như là Papa Chita Te Isayo đã thấy ai? Đã thấy những vị đạo sĩ đó đã xuất gia, là người đã xuất gia, tức là xuất gia ở đây Papa Chita ở đây đồng nghĩa rằng tức là gì? Đã xuất gia trở thành
vị tu sĩ trong giáo pháp của Đức Phật nha, trong pháp và luật này, chứ không phải cái việc mà Papachita này là ác nghĩa xuất gia vào trong cái giáo đoàn của vị Bà La Môn Angirata này. Tức là họ chỉ sống cái đời mà gọi là ẩn dật của một vị ẩn sĩ thôi. Còn chị Papachita này ác nghĩa tức là xuất gia vào trong pháp và luật này đấy. Thì sau khi nhìn thấy như vậy, rồi bắt đầu họ mới suy nghĩ rằng Kindukho Amhakan Angirata Brahmanonam Maha Udahu Samano Gautamo, họ cũng biết Đức Phật luôn. Rồi họ mới hoài nghi rằng tức là gì? Kindukho tức là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ sẽ được hiểu nhầm trong đây nha. Kindukho Maha Ho Tiết nha. Như vậy đó, cái vị Bà La Môn Angirata là vị giáo chủ cho một nhóm đệ tử rất to lớn này. Thì vị đó là Maha, tức là vị đó là lớn hơn, tức là vị Bà La Môn này đó của chúng ta đó là lớn hơn Udahu hoặc là Samun Gautama là lớn hơn, tức là vị nào là cao là lớn hơn theo cái cả nghĩa đen là nghĩa bóng, về đồ chúng, về khả năng tu tập, về sự giác ngộ vân vân. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy rồi đó là bắt đầu là Samanasa Gautamasa Gattatta, họ mới nhìn xuống luôn nè, họ mới nghĩ, tại mình nhắc tí có nghĩa là tưởng tượng, suy tưởng, hoặc như là nhận biết, họ mới tưởng trong tâm rằng, tức là Akhi Datta Maha, tức là Bà La Môn mình đó là vị Bà La Môn vị thầy của mình đó là lớn. À, Gattatta ở đây đó. Ở đây tức là chúng ta sẽ coi coi. Sau khi mà vị đó suy nghĩ rằng, sau khi mà hội chúng đó suy nghĩ rằng ai trong hai vị này sẽ lớn hơn, và họ biết được rằng đó là cái sự đi đến nha. Agata ở đây tức là quá khứ phân từ, mà Chitata là tức là anh chỉ phải là danh từ, anh chỉ tức là sự đi đến của Samun Gautama. Đang nghĩa rằng tức là Đức Phật đó là đi đến đây, cho nên hẳn nhiên á, mà một người mà đi đến diện kiến, đi đến gọi là vấn an, đi đến mà đã gặp được thầy của mình, thì đồng nghĩa rằng người đó đó là phải nhỏ hơn mới đi đến vấn an. Cho nên họ nghĩ, họ tưởng tượng rằng, tâm rằng tức là thầy của mình là Maha, là lớn. Khi đó đó, rồi bắt đầu bậc đạo sư mới Oloketoa Echa Sayan. Echa Sayan có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái tư tưởng. Ngài đã nhìn thấy được cái tư tưởng của bọn họ, rồi ngài mới nói với Bà La Môn Akiratta rằng: Này Akiratta, Parisaya Kankhang Chinda. Chinda, Chinda ở đây đó là chia Chinda tí hả? Ở đây căng khăn tức là sự nghi hoặc, sự hoài nghi. Parisa giá, từ Parisa hà chia theo cách thứ, từ cách thứ ba đến cách thứ bảy đều sử dụng ai giá được nè. Tức là của hội chúng, cái sự nghi ngờ của hội chúng. Cái chim đa này đó thì ở đây, đây là hình thức gọi là rút gọn nha. Đây, mệnh lệnh cách đây nè. Bá cha hí này nè. Chim đá tí đó hả? Mà chim đá tí như vậy đó, mà chia theo mũi thứ hai nha. Toan chim đá. Mà vì rằng khi mà cộng với ý tí cho nên nó bị trường hóa đấy nha. Cái điều luật này thì vị nào mà học Bali nâng cao sẽ biết nha. Chim đá cộng ý tí sẽ thành chim đá tí. Như vậy ông hãy đoạn lìa cái sự nghi hoặc, cái sự ngờ vực của hội chúng này. Khi đó đó, so ở đây anh chị tức là chúng ta phải coi quan đi tòa sát tha răng
Như vậy so ở đây anh chỉ tên là bà là môn Akirata nha, vì rằng đảnh lễ bậc đạo sư bên này. Trước khi đó thì chúng ta có mà áp bút ganh toa. Áp bút ganh toa. Ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì đây? Where has cái động từ mà upbook ganh toa, upbook cái chữ tí mang nghĩa rằng tức là đi ra hoặc như là khởi sanh. Đi ra hoặc khởi sanh. Mà đi ra hoặc khởi sanh mà chúng ta dùng theo nghĩa là where has, anh chỉ tên là bầu trời hư không, mang nghĩa rằng tức là đã bay lên hư không. Sát khát tung tức là 7 lần, tức là bay lên và hạ xuống, bay lên và hạ xuống 7 lần như vậy với thần lực Itipale đó. Và trước khi đó đã nói rằng tức là aham biết etaka me wa bacha sisami ha, cầm ý tí cho nên sao bacha sisami luôn đó. Mà ở đây đó tính là từ cái động từ mà bắt chát xin sát tí nha. Bắt chát xin sát tí mang nghĩa rằng tức là mong mỏi. Mong mỏi ưa thích. Như vậy đó, sau khi mà được chỉ định của Đức Phật như vậy, vị đó mới bạch rằng tức là con á, Aham này, con cũng mong mỏi. Trường hợp này đó thì etaka thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là tính từ mang nghĩa rằng tức là nhiều hơn, nhiều. Mang nghĩa rằng tức là cái gì? Con còn mong được Đức Thế Tôn đó là chỉ định nhiều hơn thế nữa. Rồi vị đó đó sau khi đã bay lên hư không, bay và hạ 7 lần như vậy bằng thần lực. Rồi vị đó mới bút đắp bút năng ori ha. Rồi vì đó mới đi xuống đây nè ha, mới đáp xuống đây này, rồi mới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và sau khi đảnh lễ như vậy, vị đó mới nói rằng Sattame Bhante Bhagava Savakko Hamasmiti, tức là bạch ngài bậc đạo sư, bạch ngài, ngài đó là bậc đạo sư của con. Ở đây phải nữa hả? Bác có qua Đức Thế Tôn. Bạch ngài, ngài đó là Thế Tôn, bạch ngài, ngài là Thế Tôn, ngài là đạo sư của con. Rồi sao quá cá, sao quá cô hả? Chúng ta tách ra tức là sao quá cô. Ở đây là chủ từ đây này. Rồi á hăng hả, viết tắt. Chúng ta tách ra là sao quá cô, á hăng cộng với asmi, cần as nha. Như vậy con á là đệ tử, tức là ngài là thầy, con là đệ tử. Bạch ngài Thế Tôn nè, bạch ngài Thế Tôn á là thầy của con, còn con á là đệ tử. Rồi sau có cách tăng Bakka Seti ni, Bakka Seti ở đây anh chỉ tức là cái gì, tức là trình bày làm cho rõ biết. Cái sau có cách tăng tức là cái trạng thái là đệ tử của mình, là một vị bậc thinh văn. Rồi, như vậy là kết thúc cái phần duyên, cái phần câu chuyện và duyên sự cho cái một loạt những cái bài kệ phía trên này ha, từ 188 đến 192. Dựa vào cái câu chuyện tức là Akidatta Bà La Môn này ha, dạy cho cái đệ tử của mình là lưu trú vào rừng núi, cội cây vân vân. Thì từ đó Đức Phật hóa độ cho cả ông và những cái đệ tử chứng đắc quả vị A La Hán ha. Và cái việc tức là quy ngưỡng nơi 30 báu, 30 tam bảo, kèm theo tức là cái việc mà gọi là bắt buộc là phải thực hành để thấu triệt, thấy rõ được bốn đế, thì nhờ vậy nó mới thoát được mọi khổ đau. Và cái sự quy ngưỡng đó, đó là cái sự quy ngưỡng an ổn và tối thượng. Rồi chúng ta viết cái nghĩa cho ba, cho năm cái bài kệ này.
Cái bài kệ số 188 đó. Ở đây tức là cái gì? Tức là bác hung quê sara năng danh tí. Tức là rất nhiều người ha. Thật vậy, nhiều người đó thì như thế nào? Để danh tí đã đi đến quy ngưỡng, nương tựa, nơi núi non, rừng rậm, vườn tược, cây cối và đền đài. Manusa Pajatachita. Đây, cái yếu tố ở đây là yếu tố chính yếu đây này. Tachita, chúng ta tách ra, Pajat là sự sợ hãi, mà Tachita tức là quá khứ phương từ của người. Tachia tí mang nghĩa rằng bị sợ hãi, bị kinh hãi. Nhiều người đó do cái sự mà sợ hãi, do sự kinh hãi như vậy trước cái uy lực, trước cái sức mạnh mà vô hình, mà không có đoán trước của thiên nhiên được như vậy, cho nên họ mới khởi lên cái niềm tin cho rằng có một cái nguồn sức mạnh, có một cái tha lực ẩn tàng được cai quản về những cái sức mạnh của thiên nhiên như vậy. Đấy. Rồi chúng ta biết cái nghĩa đó luôn. Nhân loại bị sợ hãi, cho cả mà gọi là bá hung này là bá hung của Sarana nha, bá hú này chia cùng với Sarana. Nhân loại bị sợ hãi. Số hàng nên tìm nhiều chỗ nương. Số hàng núi non và rừng rậm. Số hàng vườn phải cây phải và đền miếu. Cái chia tí giá ở đây á, chúng ta nên nhớ rằng là ám chỉ tức là cả những cái miếu mạo thờ ha, và cả bao gồm luôn những cái tháp thờ cốt, cái tháp thờ mà người chết như vậy, những cái di vật, những di ảnh như vậy. Cho nên là đền miếu, đền tháp cũng được. Nhân loại bị sợ hãi, xuống hàng nên tìm nhiều chỗ nương. Xuống hàng núi non nên tìm nhiều chỗ nương. À, chúng ta xuống hàng cái hả? Ở núi non phải rừng rậm. Chúng ta bỏ chữ ở nó hay hơn. Như vậy đã xác định rõ. Vậy, nhân loại bị sợ hãi nên tìm nhiều chỗ nương tại hoặc như là ở tại núi non phải rừng rậm. Xuống hàng vườn phải cây phải đền miếu. Rồi 189. Các vị ghi kịp không? Dạ bà sư, cái chữ chia tí có phải là thiếu chữ in ấy không? Dạ. Dạ cái chữ chia tí đền miếu có phải là thiếu chữ in ấy không? Dạ nó là có hai cái hình thái, hai có hai hình thái biết vậy. Một là chia tự giác, chia tí giác thì giống nhau cả. Và đặc biệt khi mà chúng ta dùng trong mà thể thơ đó. Ở đây chúng ta sẽ ra Arama Rukha Chetayani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì nếu mà chúng ta để là chia tí giá nó sẽ làm chính âm rồi. Và cái hình thái chia tí giá này, hình thái trong Sanskrit vẫn được nha. Không có phải là thiếu đâu. Họ bảo tồn về con 8 âm trong một vế của bài kệ đó. Rồi số rồi kế tiếp nữa tức là netang khu saranang khe mang netang saranutamang netang saranaga sarana magamma sapadukha pamuchati pamuchati hả? Như vậy đó là cái gì? Cái etang saranang, cái sự quy ngưỡng đó, nó nát khe mang, nó không có an ổn, nó không có cao thượng. Netang saranagamma Agama ở đây tức là bất biến quá khứ phân từ ha. Của động từ Agachati cộng với giá đó, gam cộng với giá đó, Agama đó, sau khi mà đi đến quy ngưỡng. Sau khi mà gọi là quy ngưỡng, sau khi quy ngưỡng như vậy, thì ná, sabba, ná, babuchati ha. Thì người đó đó không có thể mà thoát khỏi được mọi sự khổ. Chúng ta biết cái nghĩa luôn. Chỗ nương ấy không an. Không an ở đây tức là không an ổn ha. Hoặc như là sự nương ấy không an. Sự nương ấy đi. Sự nương ấy không an. Xuống hàng. Không phải sự. Sự nương ấy không an.
Chúng ta là Saranang hả? Sự nơi này không phải. Không phải nương thống thủ. Rồi, sự nương ấy không an. Rồi cái tiếp đó là không phải nương tối thượng ha. Ừ, không phải nương tối thượng. Sự nương ấy không an, không phải nương tối thượng. Xuống hàng. Khi nương tựa. Khi tức là sau khi nương tựa. Sau khi nương tựa ấy. Sau khi nương tựa vậy. À, sau khi nương tựa vậy đi. Sau khi nương tựa vậy. Xuống hàng. Không thoát được mỗi khổ. Không thoát được mỗi khổ. Nó nói với cái phần kể phía trên nha. Phần kể phía trên tức là cái gì? Phần kể phía trên tức là cái gì? Tức là nhân loại, tức là nhiều người, chia theo số nhiều. Ở đây danh tí này là số nhiều nè. Nhưng mà mỗi người mà trong cái mà cái nhóm nhân loại như vậy đó, mỗi người mà trong cái nhóm người như vậy mà có cái sự quy ngưỡng, có sự kính ngưỡng, thờ bái, cúng lại mà những cái sức mạnh như vậy đó, thì mỗi mỗi người trong đó đó đều không có có được cái sự mà quy ngưỡng một cách tối thượng và an ổn, và cũng không có thể mà thoát khỏi mọi khổ đau. Cho nên là đi dùng theo số ít nha, ba bút chát tí này, này. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi bài kệ số 190. Yo chapudan cha damman cha sangan cha saranang kato cha tari arya satya ni sama penyanya pasati. Chúng ta sẽ thấy động từ là pasati nè. Ariyo tức là người nào, người nào mà như thế nào, saranang kato tức là quy ngưỡng đức Phật, đức pháp và đức tăng. Và người đó, người mà đã ha, người nào mà đã quy ngưỡng gato, quá khứ phân từ chia một cách mà chia chủ cách, mà đã quy ngưỡng thì người đó đó nên, mà chúng ta phải hiểu rằng tức là người đó thấy ha, được bốn thánh đế, tức là cái chuyển biến sau đó, vì nó cần phải tu tập đã trực nhận, đã liệu, đã thấy rõ thấu triệt và bốn cái đế này bằng cái gì, bằng cái chánh trí. Rồi chúng ta biết luôn ai nương tựa Đức Phật, ai nương tựa Đức Phật. Xuống hàng chánh pháp và chư tăng. Xuống hàng kế tiếp là rồi thấy bằng chánh trí, rồi thấy bằng chánh trí về bốn thánh đế này. Ai nương tựa Đức Phật, ai quy ngưỡng hả, ai quy ngưỡng Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, rồi thấy bằng chánh trí về bốn thánh đế này. Rồi 191 sẽ là ở đây nói về đặc tánh, nói về cái bản chất của bốn cái sự thật này, tức là dukkha samudayang ha, hay được gọi là sambuddhang, tức là sự khởi sanh của khổ. Rồi atikamang tức là sự vượt qua ha, sự thoát khỏi. Và sự vượt qua, sự thoát khỏi như vậy thì đồng nghĩa là cái gì? Đồng nghĩa tức là sự diệt khổ ha. Rồi bắt đầu đây là cái con đường, là phương cách mà gồm 8 cái yếu tố dẫn đến cái sự mà đoạn diệt đó. Dukkha upasamma gaminang tức là dukkha upasamma ha, là sự an tịnh khổ, sự tịch diệt khổ. Mà gami, từ gami là tính từ mang nghĩa rằng tức là sự dẫn đến, sự dẫn đến, hoặc như là dùng cái nghĩa tức là người dẫn đến được, danh từ cũng được. Như vậy thì chúng ta sẽ kế tiếp là kế tiếp cái phần phía trên ha. Kế tiếp cái phần phía trên là ai nương tựa Đức, ai quy ngưỡng Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, rồi thấy bằng chánh trí về bốn thánh đế này. Cho nên nói kế tiếp cái phần dưới này chúng ta lấy là thấy khổ phải nhân sanh khổ. Chữ thấy chúng ta bỏ trong ngoặc đơn ha. Để nó kế tiếp á. Kế tiếp cái đoạn phía trên là thấy cái gì nhỉ? Chúng ta để là khổ và nhân sinh khổ thì nó cũng được, nhưng mà nó chúng ta bỏ chữ thấy để nhấn mạnh rõ đó, là thấy khổ phải nhân sinh khổ. Xuống hàng. Và ở đây tức là atikama ha, cho nên tức là sự vượt qua và sự thoát khỏi khổ ha, và sự thắng phục. Cái chữ atikama này nó có nghĩa là thắng phục đấy nhỉ. Overcoming.
và sự thắng phục khổ hoặc sự vượt qua khổ. Vượt qua thì mang tính cách là giống như một giải pháp như vậy, tạm thời chúng ta vượt qua, đoạn trừ, thắng phục, từ nào cũng được cả. Thấy khổ phải nhân sanh khổ, và sự thắng phục khổ. Số hàng cùng thánh đạo tám chi, cùng thánh đạo tám chi là tám yếu tố nha, ăn ghi cá này, ắt thá cộng ăn ghi cá, cùng thánh đạo tám chi. Số hàng mà ở đây tức là ga mi năng ha, ý năng ở đây tám chi đó đó, mà nó chia theo ý năng, chia theo đối cấp nha. Các vị còn có thể mở ra trong mà đọc hiểu Pali đó, cái phần mà chia bằng in đó ha, in đó mà chỉ ý năng đó là đối cách, chỉ cùng cách với mắt găng này. Và thánh đạo tánh chi đó, cùng thánh đạo tánh chi đó, mà cái thánh đạo tánh chi này là cái gì, với cái nó có cái bản chất là dẫn đến an tịnh khổ. Đó, xuống hàng thấy khổ nhân sanh khổ và sự vượt qua hoặc như là thắng phục khổ. Xuống hàng cùng thánh đạo tánh chi, xuống hàng dẫn đến an tịnh khổ. Rồi kế tiếp, tình e tăng khô sarana kia măng, thì cái này thì giống như phía trên này, e tăng sarana mu tâm măng, e tăng sarana ga măng, sarana ma gầm mắt, và sapa dukkha ba mu cha ti ti ha. Như vậy đó là hồi nãy phía trên là chúng ta cái đoạn mà 189 là chúng ta vị nào đọc lại rồi, 189 là hồi nãy sẽ nói là cái gì? Dạ, 189 là sư nói là sự nương ấy không an, không phải nương tối thượng. Sau khi nương tựa vậy, không thoát được nỗi khổ. Rồi, dạ. Mình viết tiếp luôn. Mình viết cho cái mục 192 ha. Sự nương ấy không an. Ấy sự nương an ổn nha. Ấy ở đây tức là ám chỉ là cái gì? Tức là cả cái quá trình phía trên này nha, bao gồm luôn cả cái sự mà quy ngưỡng nơi tam bảo và cái việc mà thực hành mà thấu triệt được bốn đế này. Tức là ấy sự nương an ổn. Ấy sự nương an ổn. Ấy sự nương an ổn. Rồi xuống hàng. Ấy sự nương an ổn, ấy sự nương tối thượng cũng được, ấy sự nương tối thượng, nhấn mạnh cái chữ ấy đó ha, ấy sự nương an ổn, ấy sự nương tối thượng. Xuống hàng sau khi quy ngưỡng vậy, sau khi quy ngưỡng vậy, xuống hàng thoát được mọi sự khổ. Rồi xin mời một vị đọc lại hai bài kệ trên trước rồi đó. Dạ bà sư, con xin đọc. Ba hùng quê sát ra năng dành tí Papata ni wata na ni cha aram ma dukkha cheti yani cheti yani ya te ya te yani manusa bayata cita ne tang kho saranang ke mang ne tang sarana muttamang ne tang sarana ma gamma sabba dukkha pamuccati. Rồi khi mà đọc vô là ba hôn quê saranang yanti bapatani wanani ya arama rukha chetayani manusa bayatachita netang khu saranang kemang netang sarana mutamang netang sarana magamma sapadukha babuchati. Đọc gì đấy? Dạ vâng ạ. Học cho dễ luôn nhỉ?
Rồi, xin mời Môn Vĩ đọc ba bài kệ sau. Em xin đọc. Dạ. Dạ mời cô nhé. Dơ cha đam mang cha sang gan cha rata năng gia tổ chattari ariya sacca ni sam samma panyaya asati dukkhang dukkha samuppadang dukkha sacca atikkhamang ariyang cha chattang gira ariyang chattang gi khang mak yang mặc rằng kukupasama gamin nang etang ko saranang kemang etang sarana mutamang etang sarana magama ma sapa dukha pamuchati ti. Nhà thứ sư con xin hát. Dạ là cảm ơn cô nhỉ. Tiếp xin được. Yoja buddhanja dhammanja sanghanja saranangato Chattari ariya sacchani sammapanyaya passati dukkhang dukkha samuppadang dukkhassa ca atikkamang ariyang chattanggikang maggang dukkho passamaggaminang etang kho saranang khemang etang saranamutamang etang saranamagamma sabbadukkha bamuccati. Ý tí khỏi đọc nha. Bamuccati. Rồi. Như vậy kế tiếp thì chúng ta đến cái bài kệ số 193 ha. Ở trong cái bài kệ số 193 này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tên là Dunlapo Parisa Chanyo Naso Sapatha Jayati Yathaso Jayati Diro Tangkulang Sukhame Dati. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng Dunlapa ha, Dunlapa từ này chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Nó tạo thành một tính từ quá khứ phân từ. Đú cũng như Lapa, Lapa là quá khứ phân từ của động từ. Lapati ha, đạt được, có được. Dunlapa như vậy tức là khó mà đạt được, khó có được. Hạn hữu. Tính từ chúng ta dùng từ này là hạn hữu đó ha. Hạn hữu tức là khó có. Rồi bắt đầu Burista Chanyo. Cái hình thái khi mà ghép vô Burisa Chanyo như vậy đó. Động từ chúng ta sẽ thấy rằng gia giá tí nè, là ngôi thứ ba số ít hả? Gia giá tí. Từ cái động từ, đây là thể bị động nha. Thể bị động, cái động từ gia giá tí đó, là sanh đó. Mà nó bị động tức là được sanh ra, và như được khởi sanh, được sanh ra. Sapatha ở đây trạng từ mang nghĩa rằng ở mọi nơi. So ở đây chỉ tức là cho cái chữ này, Burisa Chanyo này. Cho nên cái từ Burisa Chanyo chúng ta có thể tách ra từ là Burisa cộng với Achanyo. Nhưng mà khi mà chúng ta tách ra như vậy, cái từ Achanyo như vậy á, nó mang nghĩa không có thỏa đáng. Burisa thì chúng ta hiểu rồi, là người rồi. Mà Achanyo đó, Achanyo đây là hình thái gọi là tính từ ha. Từ cái từ mà Ajaniya, Ajanyo Ajaniya. Ajaniya, mà Ajaniya mà theo từ điển đó, mang nghĩa là tức là cái gì? Thuộc cái giống, thuộc cái nòi tốt, thuộc cái giống tốt đó. Mà khi mà họ ghép vô cái Burisa Chanyo đó, em chỉ tức là cái người mà cao thượng, cái bậc cao quý đó. Nhưng mà cái nghĩa đó là cái nghĩa gọi là không có ấy. Để rõ hơn đó, chúng ta có thể coi cái từ mà Burisa Chanyo. Burisa Chanyo. Bây giờ xíu để xem kiếm chấm. Tipitaka Pali, gì Pali Tipitaka, gì đấy, cái app, mình quên cái tên này.
Ở đây Barisa Chanyo. Barisa Chanyo. À, Tipitaka Bali Reader nha, ở trong điện thoại đấy. Ở đây thì Purisa Chanyo thì chúng ta có 16 cái kết quả từ mà trong Dhammapada là có này, Quý Ma Na Quách Thú có nè, Appadana Quách Thú nè. Nhưng mà đều sử dụng từ ra chứ không có giải thích. Chúng ta coi coi kế tiếp là Mahanidya Sát cũng có đề cập nè. Chula Nidya Sát, Patisambhida Makya, Dhammapada Atakatha, Dhammapo, Atakatha Sanyo, Pariputto, rồi như vậy chúng ta sẽ coi trong cái bản mà chú giải của Mahanidya Sát nha, có cái đoạn này, có cái này định nghĩa cho cái Purisa Chanyo này, ở trong trang 254 số trang của miếng, của bản miếng ngữ từ Mahanidya Sát, Mahanidya Sát Atthakatha, ở đây là tình cái thanh của nó thì tầm hơn nửa ống, chắc có thể ồ hay quá, ống đại cũng ra luôn. Rồi ok dạ, ở đây Purisa Chanyo chúng ta dùng cái nghĩa là Bacha Nana, Bacha Nana thiền á, với cái nghĩa tức là rõ biết. Cha Na Na tức là sự biết, theo nghĩa tức là biết. Như vậy nếu chúng ta tách ra tức là Purisa còn cái chanh nhá, mà chanh nhá này từ cái động từ đó là Janati, căn nha nha. Mà khi mà chia theo chanh nha, chanh nhô, chanh nhá thì Janiyá tức là tính từ đó, Janiyá hoặc là chanh nhô thì giống nhau cả. Như vậy nếu mà chúng ta tính phân ra đó thì chính là Purisa cộng với chanh nho nó hợp lý hơn nè, theo cái nghĩa tức là Bacha Na Na, vì rằng chanh nho này từ cái động từ mà chana tí đó thì nó hợp hơn khi mà tách ra Purisa cộng với a chanh nho nha. Thì a chanh nho đó tính từ nó mang nghĩa rằng tức là thuộc cái giống tốt rồi, nó không mang cái nghĩa này. Nếu mà không đọc vào trong này đó thì chúng ta sẽ không hiểu được cái nghĩa đó đâu, là tách ra là tách theo không đúng nè. Như vậy cái bậc mà cái bậc trí nhân đó, và bậc trí nhân trong trường hợp này chúng ta nhìn phía dưới này, bậc trí nhân này, bậc trí nhân trong trường hợp này anh chị tức là cái gì? Bậc trí nhân thì khó hả, Dunlapo, động từ trong cái vế đầu đó chúng ta sẽ hiểu rằng cái gì, bậc trí nhân đó mà khó mà hãn hữu hả, như vậy là động từ sẽ được hiểu ngầm trong đây hô tí, bậc trí nhân thì hãn hữu tức là khó xuất hiện đó, khó thấy đó. Rồi cái bậc đó nó như thế nào? Cha gia tí, nát cha gia tí, tức là không có sanh ra ở bất kỳ đâu cả. Tức là không phải ở đâu á, vị này cũng sanh ra đâu. Mà giá thá xô cha gia tí đi rô, mà cái bậc trí giả đó đó, giá thá ở đây tức là quan hệ đại từ hả? Giá thá tá thá đó, tức là ở đâu mà cái bậc trí đó mà xuất hiện đó, thì tăng khu lăng xu khác. Mê đá tí, chúng ta tách ra tức là xuất khăn cộng với e đá tí, xuất khăn cộng với e đá tí nha. Ở đây e đá tí đó là căn, là căn 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 e đá đấy nha, căn e thì căn căn đi đi h luôn, cộng e một tí đó, mang nghĩa rằng đó là thành công, tăng trưởng. Cú lá ở đây đó, cú lá có nghĩa là gì? Cú lá danh từ trung tính nha, mang nghĩa rằng đó là thị tộc, gia tộc hoặc như là nhà. Và trung tính thì chúng ta chia theo chủ cách vẫn là ăn, đối cách vẫn là ăn luôn. Tăng trưởng cái niềm phục là như vậy, đây là chủ cách ha, chữ phía sau tức là tăng cô lăng, tức là gia đình ấy
tức là cái gia tộc mà có cái bậc trí mà xuất hiện đó, cái vị cha là nơi nào mà bậc trí sanh ra, gia tộc ấy đó thì hưởng được phúc lạc, hỏi như được an lạc nhỉ, được phúc lạc này. Rồi và khi mà đề cập về cái bài kệ số 193 này, tức là tư thích về lại cái câu chuyện, tức là Anandathera Panha Wathu, về câu chuyện và cái câu hỏi của tôn giả Ananda nhỉ, thì đây chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái bài kệ này được Đức Thế Tôn nè, khi mà ngài đang trú tại Chitavana thuyết ra, đề cập đến cái câu hỏi của tôn giả Ananda. Rồi xin mời một vị Hoa Hỷ đọc cái đoạn này, cái này ngắn thôi. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Thế rồi ekadiwa sang diwathane disino chinde si hatha cha nino niyo chadang tat kule wa upposatha kule wa upachati asa cha di cha niyo sindawa kule wa wa la kha kasa raja kule wa Usabo ngô a chát ni yô tắc khi nát bát thề tì a đi ní quá tành tề quá quá đành tề nói sát thà ra hát thi a chà ni và đi năng ú bát tí thà nà đi ní cát tí thà ní bú rí xà chà ni yô bá ná ca hằng nú khô ú bát chát tì tí sô sát thà răng Upasang kamitwa wanditwa ekamantang nisiditwa etamattang buchi satta ananda ananda purisa janiyo nama sabatha nupacati uchukato patna diyo jana satta yame vithatrato adateya satte awatato nai quá yo chana satta padmane machima pade satthane upacchati upacchanto cha pana nas yasmin wa tasmin wa kule upacchati khatiya mahasala brahmana mahasala kulalanang pana anyataras nim yewa upacchati ti vatva imang gatamaha. Dạ bà sư cũng đã đọc xong rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô nhỉ. Thật vậy. Trưởng lão ở đây tức là tôn giả Ananda hả? Ekadivasan tức là một ngày nọ. Ekadivasan. Diwathane. Đi qua có nghĩa là ngày đó hả, mà tha đó tức là cái chỗ, mang nghĩa rằng tức là cái đối với một bậc xuất gia như vậy, có những chỗ đó là để sinh hoạt vào ban ngày, ví dụ như là cái pháp đường, cái Dhammasala, cái nơi mà chư tăng mà hội tụ để nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc như là thực hành Uposatha vân vân. Rồi những cái gốc cây, những cái nơi mà gọi là để ngồi mà an tịnh sau cái buổi cơm trưa nhỉ, cũng là đi quá tha nê. Rồi trưởng lão đó khi mà ngồi ở tại cái chỗ vào ban ngày như vậy, rồi chinh te dí đã nghĩ rằng, đã suy nghĩ rằng hát tha cha ni yô chá đàn tắc cú lê hoa hú bùa sát tắc cú lê hoa ô bách chá tí tức là xuất hiện có nè. Ngôi thứ ba số ít ha. Ở đây chúng ta sẽ là hatha janiyo ha. Hatha chúng ta tắt ra tức là hathi ha. Hathi là con voi đó, mà ajani ajani đó ha. Mà từ cái tính từ là ajana đó ha. Ajana đó là thuộc cái giống tốt, tính từ thuộc giống tốt. Như vậy tức là cái gì? Ajaniyo tức là những con
cha ni yo. Chúng ta dùng Ajaniya luôn. Ajaniya là giống như trên. Giống cái từ mà chúng ta mới tách hồi nãy đó. Ajaniya đó. Hồi nãy sư có nói đó. Cái từ đây này. Nếu chúng ta tách ra cái từ mà Aranyo này này. Nếu mà chúng ta tách ra cái từ mà Aranyo này, chúng ta bỏ mặt màu đỏ. Nếu chúng ta tách ra là bú rí xá mà cộng với a chân nhé chân nhô đó, mà chân nhô này xuất phát từ đâu? Từ a cha, nó mang cái nghĩa là thuộc cái giống tốt. Nếu mà dùng theo cái nghĩa này đó thì nó không hợp theo cái phần mà chú giải của Mahanidesa hả? Tôi thấy cái nghĩa tức là người mà biết rõ, rõ biết, rõ biết. Cho nên cái từ phía dưới này chúng ta không, cái phía trên này nó tách ra kia là hatha cha niyo đó, tức là hát thí cộng a cha niyo. A cha niyo là hình thái khác của a cha niyo. Nhưng mà chúng ta có thể để là dấu giống bạch chéo đi. À, đó. Bạch chéo tức là hai hình thái này giống nhau nha. Hình thái giống nhau. A cha nhé, a cha ni nhé, giống nhau, hình thái giống nhau. Rồi, ở đây đó là chanh đanh tác cú lê, tức là thuộc cái giống nòi ha. Giống nòi tức là chanh đanh tác. Cái này khi mà chúng ta học với cú đá cá ba tháng, khi mà đề cập đến sáu cái báu vật của vị chuyển luân vương đó, có đề cập đến con voi mà thuộc cái dòng mà gọi là chanh đanh tác đó, hoặc như Uposatha, tức là những con voi mà thuần chủng ha, mà trứ danh thời đó. Thuần chủng và trứ danh thời đó. Như vậy chúng ta là ngồi thứ ba, như vậy có cái sự xuất hiện ha, hỏi như là có, tức là ở đời có cái giống, có cái giống voi ha, thuộc là chanh chất đanh tá hoặc như Uposatha, đều là thuần chủng là trứ danh. Rồi đối với các loài ngựa đó, đối với cái loài mà gọi là cái giống tốt là giống, mà giống ngựa thuần chủng hay giống voi thuần chủng như vậy đó, thì xuất hiện ở trong hai cái giống loài này. Chúng ta nhìn như vậy, tức là giống voi thuần chủng đó xuất hiện ở trong hai cái loại này, hai cái giống này, là chất đanh tá và Uposatha, và con ngựa thuần chủng đó là Asa cộng với Achanio đó ha, cũng xuất hiện ở trong hai cái giống này. Hai cái giống này tức là Sin Sin Đa Quá, tức là Sin Đú đó ha, Đú là Đa Quá đó. Một cái giống ngựa Sin Đú là nổi tiếng trước danh thời đó. Rồi tương tự như vậy, Wallahaka Saharaja ha, tên là con cũng là một tên của một cái giống voi, nhưng tên của một giống ngựa như vậy ha. Raja tức là nó chiếm, thường thường nó được trứ danh nó là con cái loài mà mã vương mà quá la há cá đó. Vâng. Rồi Usupa, Usubo ở đây các anh chị tức là cái gì? Usupa ở đây tức là con bò mà bò đực ha. Con bò đực mà trong cái giống loài mà loài bò thuần chủng đó thì cũng sẽ có cái gì? Dakina Bathe Ti Adini. Thì có con bò thuần chủng như vậy đó, thì nó cũng nó, khi mà đề cập đến cái loài bò thuần chủng đó, cũng có mặt ở trong cái giống bò là Dakina, thuộc về cái ở đây thì cái chúng ta nó tạo thành một cái biệt danh luôn nha, biệt danh luôn, trứ danh ở cái xứ đó này. Chứ Dakina đó thì chúng ta ra thì có nghĩa là cái gì, tức là có nghĩa là phương nam ha. Mà bắt thê thì chúng ta anh chị tức là cái giống bò mà nó xuất phát từ cái phương nam ấn á, cái phương nam vậy. Ở đây chúng ta là có là thê tí cộng a đi ní là vân vân. Tức là tôn giả Ananda đó suy nghĩ rằng á, đối với các loài mà loài voi thuần chủng, loài ngựa thuần chủng, loài bò mà thuần chủng như vậy đó, thì quá đan tê ná sát tha ra ở đây
Rồi hát thi ajani yadi năng upatithana di di ni katita ni. Ở đây sắp tha ra. Katitani hả? Katitani là quá khứ luôn từ của động từ cách thiết tí đó. Là đã nói. Upatithanadi ni. Ở đây chúng ta tách ra tức là upati hả? Upati tức là cái nguồn gốc hoặc những cái sự sanh ra. Mà thana tức là những cái chỗ phát khởi, những cái chỗ mà xuất đã đề cập đến hả? Tức là những cái chỗ mà gọi là xuất thân từ những cái dòng mà xuất thân của những cái con voi mà voi thuần chủng, voi ngựa thuần chủng cũng như là bò thuần chủng như vậy đã được nói đến bởi ai? Sattara, bởi bậc đạo sư. Như là voi thuần chủng nè, hát thiết, ajaniya nè, vân vân nè. Với cái sự mà gọi là wadante, với cái sự mà gọi là ngưỡng mộ đó, cung kính, chúng ta dùng cái nghĩa ngưỡng mộ đó. Nó nghĩa rằng đó là cái gì? Những cái nơi mà xuất thân, những cái nơi mà xuất, những cái nguồn, những cái nơi mà xuất thân của những cái giống mà giống thuần chủng như vậy, như là voi, ngựa hoặc bò dụng, đã được Đức Thế Tôn đề cập đến mà theo cái quan điểm mà người đời họ tán thán như vậy đó. Như là con voi, mà con voi thì xuất thân ở trong cái dòng mà tranh chất đanh tá hoặc những vua sát thá vân vân. Rồi còn riêng cái phần phía dưới này, Purisa Janiyo, còn nhưng mà đối với cái người mà thuộc cái dòng dõi tốt cao quý như vậy đó, thì ở đây chúng ta là cá hăng, tức là ở đâu Upachati thì sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu mà dùng như kiểu này đó thì chúng ta dùng là Ajaniyo được. Đó là người người bậc cao quý đó hả, Purisaja Janiyo. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Kế tiếp nữa là so sát tha răng upasangkami toa wani toa ekamantang isidi toa. So ở đây em chỉ tên là tôn giả Ananda hả? Rồi upasangkami toa đã đi đến bậc đạo sư, đã đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu mới hỏi cái câu hỏi như trên. Tức là câu hỏi này này, và đã hỏi về cái vấn đề đó. Câu hỏi như trên tức là voi và ngựa và bò đó thì là có nơi xuất phát là nó thuần chủng, nhưng mà con đối với con người mà thuần chủng như vậy thì sẽ xuất hiện ở đâu? Thì bậc đạo sư mới mới quá toa luôn, xuống tới dưới đây luôn nha. Ngài mới quá toa luôn, ngài mới nói rằng: này Ananda, Purisa Janiyo nama sapatha nupacchati, là nát của upacchati nha. Đối với cái bậc mà cao quý như vậy đó, thì không có xuất hiện ở ở nhiều nơi đâu, ở bất kỳ nơi nào cả. Bất kỳ nơi nào mang nghĩa rằng tức là chỗ nào cũng có, mà mang nghĩa rằng tức là không phải chỗ nào cũng xuất hiện cả. Mình hiểu theo cái nghĩa như vậy. Rồi Ujjukato Bana Tiyojanasattaya Mevitharato. Ở đây chúng ta đang đề cập về cái cảnh tức là vị trí này. Ở đây là tí vô chá ná hả? Tức là ba vô chá ná. Không, 300 vô chá ná nhà sát ta gia mê nè. Sát tá, chúng ta tắt ra là sát tá nha. 300, tí là ba, tí sát tá là 300. Mà a gia má ở đây chúng ta chúng tính theo cái độ dài đó hả? Cái chiều dài đó. Là khoảng là 300 vô chá ná. Của chú Kato tức là từ cái hướng gì? Hướng thẳng đó hả? Ú chú là thẳng, tức là tính theo cái đường thẳng đó thì là 300 vô chá ná. Rồi Vittarato, nếu mà tính theo cái bề rộng đó hả?
Tại vithara, vithara tức là tính theo cái bề ngang hay bề rộng đó. Thì adda tay yasate. Thì chúng ta học về tính từ mà số đếm á, thì chúng ta cũng có cái phần mà học về adda tay giá ha, tức là số một số thập phân đó. Adda tức là một nửa ha, mà tay giá anh chỉ tên là t đó. T là tí là 300 đó. 300 một nửa phần nhỏ như vậy ta 250 ha. Bề rộng đó là khoảng 250 và awatato. Awatato trong trường hợp này tức là ám chỉ tức là cái vòng quanh. Vòng quanh mang nghĩa là cái chu vi đó. Nó nghĩa là chu vi nữa ha. Dài rộng và chu vi. Chu vi đó thì là cái gì? Nawayojana satta bamane. Bamana ở đây tức là cái gì? Chúng ta dùng theo nghĩa là cái phạm vi hoặc là cái tầm nha. Nawayojana tức là 900 yojana. Tức là cái chu vi đó khoảng là 900 yojana. Rồi, như vậy đó là cái gì? Này Ananda, cái bậc mà bậc vị nhân, cái bậc mà thuần chủng như vậy đó xuất hiện ở Upajati này ở trong mà Machima Padesa Thania ở tại cái vị trí mà trung tâm Ấn Độ như vậy. Bậc vị nhân đó không phải xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cả, tức là không phải chỗ nào cũng có mà chỉ xuất hiện ở phần mà trung ấn đấy hả, vùng trung tâm qua đi cầu này thôi, đây là trung ấn đó. Mà nơi đó đó là khoảng chừng với cái chu vi đó là khoảng từ cái trung ấn đó, cái chu vi tách ra ngoài đó là khoảng chừng đó là 900 yojana và tính theo cái chiều thẳng ở đây tức là cái đường kính đó. Chắc hình thoi á, hình không được à, không phải hình tròn đâu sư, không phải hình tròn, nó là hình vuông, nó là hình đây, ở đây đó là gì, ở đây tên là gì, 300 với lại 250 mà chữ nhật 900, đó là hình chữ nhật nha. Đó là hình chữ nhật. Như vậy cái trường hợp mà gọi là Bamane này chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái diện tích, diện tích chứ không có chu vi nữa. Đó là diện tích. Đó là dài nè, rộng. Rồi bao hết luôn nhỉ. Rồi Upachana chu vi nó cũng đúng đó sư. Cái tại vì cái Vitharo là tính là đường kính đó. À, đường kính đó, chu vi đó, đường kính nó bằng chu vi nó bằng 3 cái đường kính là 300 và 900 là đúng hả sư? Có cái 150 nữa chị. Không, cái Vitharo này tính là bề rộng vậy. Dạ. Bề ngang á, nó là bề ngang á vậy. Uchukato đó là dài ha, dài rộng. Dạ. Và Bamane đó tên là cái phạm vi hoặc như là cái tầm, mang nghĩa là tức là cái phần bao hết luôn. 900. Nhân oval. Ngoài vuông đó. Rồi, kế tiếp là Upachanto Yabana Nayasmin wa Tasmin wa ha. Ở đây đó thì Upachanto tức là hiện tại phân từ, tức là vị đó, nó là bậc nó đó, khi mà xuất hiện đó thì Nayasmin wa Tasmin wa Kule Upachati thì không có xuất hiện ở trong Yasmin wa Tasmin wa. Ở trong cái gia đình nào, trong gia đình ấy đó, vị ấy không phải là xuất hiện. Nó nghĩa ra tức là khi mà xuất hiện đó, không phải là xuất hiện trong mỗi gia đình đâu. Yasmin wa Tasmin wa ha. Nên là trong từng gia đình, tức là không phải xuất hiện trong từng cái gia tộc đâu nhỉ, mà xuất hiện ở đâu? Ở bên trái tí mà xuất hiện ở Anyatara, Anyatarasmin ye wa. Như ta rất là khác rồi, khác. Nhưng mà phía trên này chúng ta là Khatiya Maha Sala Pramana Maha Sala Kula Năng. Rồi như vậy đó là không có xuất hiện ở trong những cái gia tộc khác đâu, không những xuất hiện trong mỗi cái gia tộc như vậy, mà chỉ xuất hiện ở trong cái gia tộc khác thuộc về
thuộc về cái gì? Thuộc về Katiya Mahasala. Katiya thì chúng ta biết rồi, Katiya tức là vua chúa ha. Mahasala ở tính từ mang nghĩa là tức là đại phú, là phú hào. Mang nghĩa là tức là trong cái gia tộc gọi là vua chúa giàu sang nha. Hoặc như sanh trong cái gia tộc gọi là của bà la môn giàu sang như vậy. Tức là hai cái giai cấp mà gọi là đứng đầu vào cái bối cảnh thời đó ha. Dựa theo cái quan điểm phân cấp tôn giáo của bà la môn nha. Tức là vị bà la môn sẽ được sanh ra từ miệng của vị phẩm thiên nha. Rồi khách tiên giá sanh ra từ vai, từ trên tay của vị phẩm thiên. Vẫn còn đỡ hơn đối với những cái giai cấp thấp, chỉ là từ đùi hoặc như là từ dưới chân của vị phẩm thiên. Rồi quá toa như vậy thì Đức Phật mới bảo đó, thì Đức Thế Tôn mới bảo rằng tức là cái bậc mà thuần chủng như vậy đó, không phải là nơi nào cũng có mặt cả, mà ngài khi mà xuất hiện như vậy đều là có cái sự mà chọn lựa. Cái sự chọn lựa ở đây không phải là vì cá nhân ngài, mà vì đem đến cái sự lợi ích cho phần đông. Chỉ có những cái nơi mà trung tâm như vậy đó, những cái nơi mà cường thịnh phú hào như vậy đó, thì nơi đó đó cái trình độ văn minh mới phát triển, và hơn nữa trong những cái gia tộc mà cao quý như vậy đó, thì như vậy mới có tiếng nói. Và cũng như là, và khi mà ngài đã từ bỏ những cái thú vui xa hoa dục lạc như vậy, thì đồng nghĩa rằng đó là những cái dục lạc ở đời ngài đã trải qua là kinh qua nhỉ, cho nên không có gì có thể cám dỗ được. Và hơn nữa khi mà ngài thuyết pháp như vậy đó, nó mang tính cách là thuyết phục rõ ràng hơn. Mình đề cập về sự hưởng thụ trong các dục nhỉ, đã từ bỏ được. Rồi Imangatha Gathamaha, rồi từ đó ngài mới nói đến cái bài kệ này. Thì cái bài kệ này cũng không có gì khó cả nhỉ, cái duyên sự thì cũng như vậy thôi. Ở đây tắt thát là trong cái bài kệ này Dunlapo tí ha. Ở đây được gọi là Dunlapo, tức là Burisa Chanyo Hi Dunlapo, tức là cái bậc mà thuần chủng đó thì thật sự là khó thấy nè. Rất là hãn hữu, rất là khó được, rất là khó thấy. Rồi ở đây tức là Na Hathi Achaniyo Viya Sulabo. Cái Sulabo tức là số cộng Lapa, cũng là quá khứ phân từ Dunlapa ha, tức là khó đạt được, khó thấy. Thế này Nasulapo tức là không phải là dễ thấy đâu, giống như các loài mà gọi là voi thuần chủng, không phải là chúng ta bảo là ngay cả con vật như vậy là dễ thấy đâu, không có vậy. Ngay cả các con voi mà gọi là con bạch tượng đó, tức là con voi trắng đó, thì để mà các vị thấy được đó, nó cũng khó, tức là nó bị đột biến gen hoặc là như thế nào đấy, theo khoa sinh vật học thì nó là đột biến gen đó. Như bên Miến Điện cũng có một vài con voi trắng đó, cũng gọi là bạch tượng, cũng như gọi là quốc bảo của Miến Điện như vậy, nhưng mà thực sự nó không phải là màu trắng, nó hơi hồng hồng, nó hơi hồng hồng. Bây giờ chúng ta nếu mà theo sinh vật thì chắc là cái loài gọi là loài bị đột biến nhỉ. Nhưng mà đối với cái loài voi mà loài voi thuần chủng, nó không phải là đột biến nhỉ, mà nó là chính là cái loài voi mà nó có đặc thù về cái loại lông của nó, cái da của nó như nhỉ, chứ không phải cái biển hoàng trời xuống. Yeah, cho nên cái việc mà gọi là cái gì, cái việc mà đã thấy, cái việc mà thấy được những cái con voi mà voi thuần chủng như vậy không phải là dễ đó nha. Ná xuống cái cách hình thành như vậy, tức là việc dễ thấy con voi đó là không có đâu, tức là không phải dễ thấy đâu. So sapatha, thì so sapatha ở đây so anh chỉ tức là cái gì, so ở đây không phải là cái con vật này, mà anh chỉ tức là Burisa Chanyo này, cái bậc mà thuần chủng đó thì Nachayati tức là không có xuất hiện ở, không phải xuất hiện chỗ nào cũng xuất hiện đâu, sắp bắt tháng nhỉ, không phải chỗ nào cũng xuất hiện. Bách chăn ta đê xê qua ni chắc cú lê qua, và cũng không có xuất hiện ở trong cái gì, bách chăn tá tức là chúng ta tách ra, đê xá tức là cái vùng ha, bách chăn tá tức là biên giới, tức là cái vùng mà vùng biên địa đó ha. Hoặc như là ni chắc cú lê trong cái gia tộc mà gọi là thấp hèn như vậy, không phải là chỗ nào cũng xuất hiện được như là ở những cái vùng mà biên địa, những trong gia tộc thấp hèn, mà vị đó đó sẽ xuất hiện ở đâu? Cha giá tí, cha giá tí này này,
Machima Desia ở trong cái vùng Trung Ấn như vậy. Rồi Mahajanasa Abhivadana Dissakarakaranakane ở tại cái chỗ mà cái gì? Cái chỗ chúng ta tách ra tức là Abhivadana hả? Abhivadana tức là sự kính ngưỡng, sự tôn trọng, Adi vân vân. Sakara Sakara cũng có nghĩa là sự tôn trọng, sự kính ngưỡng luôn. Mà Karanathane tức là cái chỗ đã thể hiện cái sự mà tôn, cái sự tôn kính, như là cái việc mà gọi là quy phục. Abhivadana, sự cung kính, mang nghĩa là sự quy phục của ai? Của quần chúng hả? Mahajanasa này. Rồi cũng xuất hiện ở trong cái gia tộc mà Anyatarasmin Khatiya Brahmakula năng, những gia tộc khác thuộc về cái gia tộc tức là vua chúa hoặc như Bà La Môn. Như vậy tức là cái gì? Cái Purisa Chanyo này này không có xuất hiện ở trong những cái vùng, những cái xứ mà gọi là biên giới nè, gọi như là trong cái gia tộc thấp hèn, mà vị đó chỉ xuất hiện ở trong cái vùng, ở tại cái chỗ ha, mà là nơi đó được cái sự mà gọi là kính ngưỡng, cái sự mà gọi là quy phục, giống như là các nước chư hầu đều hướng về nơi đó, giống như một đại quốc như vậy. Tức là những cái nơi mà kính ngưỡng quy phục của quần chúng như vậy nè, tức là ở trung tâm như vậy, ở trung tâm, nhưng mà ở trung tâm Ấn như vậy, nhưng mà ở tại cái xứ mà gọi là trù mật, trù phú và thịnh vượng về cả mà kinh tế, quân sự, chính trị hết luôn nha. Và về cái cảnh mà gọi là Kule, tức là sanh trong cái gia tộc, tức là thuộc về một trong hai cái gia tộc này thôi, tức là Khatiya và Brahmana. Ewan Chayamano Yatha Choya Chayati Biro Uttama Panyo Sama Sambuddho. Như vậy đó, khi mà sự sanh ra, khi mà sự sinh ra như vậy đó, thì Yatha Soja Yati Biro thì được gọi là bậc trí đó xuất hiện ở nơi nào, tức là Uttam Panyo, tức là bậc đại trí tối thượng, hay được gọi là Đức Phật Chánh Hạnh Chứng Giác, bậc đại trí tối thượng nha, xuất hiện ở nơi nào, thì Tăng Cú Lăng Sukha Medati Sukhapamattewa Hoti Ti Atho, thì cái gia tộc đó, cái xứ đó đó, sẽ thịnh vượng ha, sẽ đạt được nhiều an lạc. Xuất khắp bát tá này, bát tá là quá khứ thành tựu, thành tựu nhiều sự an lạc. Quả thật vậy, giống như buổi chiều hôm nay chúng ta có học về Khudaka Ba Thá cũng như vậy. Trong trích đoạn ở trong mà gọi là Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Một Chi ha, cái phần số 13 đó, đó là Eka Bukala đó, đó là đề cập đến cái sự mà xuất hiện của một bậc vị nhân như vậy. Tức là cái sự xuất hiện của Đấng Như Lai là cái sự xuất hiện mà đem đến lợi ích cho chư thiên và nhân loại như vậy nè. Và Ngài được xem là tối thượng theo cái ba nghĩa mà ở trong chú giải trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Bốn Chi đó hả? Chúng ta đã đọc qua rồi đó. Rồi, kết thúc với bài kể như vậy đó, thì rất nhiều người đó đã chứng đạt quả sơ quả hả? Rồi bây giờ chúng ta coi lại cái bài kể này. Như vậy đó thì là nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa là Purisa, chúng ta tách ra thành là Purisa Achanyo luôn hả? Achanya, Achanyo là Achaniya. Vì rằng dựa theo cái nghĩa phía dưới này, nếu mà dùng như vậy thì chúng ta Sulapo khó, chúng ta dùng theo nghĩa là khó thấy nè, khó thấy, nó còn có nghĩa là khó thầm nữa, khó vì cái ví dụ như phía dưới này, chúng ta dùng theo là hấp thí nè, tức là khó có được một con ngựa thuần chủng, mà đối với một bậc mà chánh này chánh giác như vậy, tức là không có được, mà tức là không thấy được nè. Chúng ta phải hiểu Dulapa tức là khó đạt được, tức là khó có cơ hội mà để diễn kiến được. Cho nên chúng ta dùng cái nghĩa tức là Dunlapo
Kurisa chanyo tức là khó thấy nè. Như vậy chúng ta biết luôn, khó thấy cái bậc thánh nhân. Kurisa chanyo tức là cái bậc mà bậc thánh nhân, khó thấy bậc thánh nhân nè. Vì sao? Vì không phải là chỗ nào vị ấy cũng xuất hiện, cũng sanh ra cả. Mà nơi nào vị ấy sanh ra đó, thì cái gia tộc nó được an lạc. Chúng ta biết luôn, khó thấy bậc thánh nhân xuống hạ. Vì không đâu cũng có. Tức là vì không phải đâu cũng có hả? Khó thấy bậc thánh nhân. Vì không đâu cũng có xuống hạ. Nơi nào bậc trí sanh. Đi rồi em chỉ là bậc trí nha. Bậc trí em chỉ là Samasambuddha đó. Uttama. Uttama Panyo Samasambuddho. Nơi nào bậc trí sanh. Xuống hàng. Tất gia tộc được lạc. Tức là tất nhiên đó, gia tộc được an lạc. Nơi nào bậc trí sanh. Gia tộc được phúc lạc đi. Đúng rồi, đúng rồi. Khó thấy bậc thánh nhân. Vì không đâu cũng có. Nơi nào bậc trí sanh, gia tộc được phúc lạc. Rồi. Xin mời một vị Hoa hãy đọc lại cái bài kệ này. Dạ, thưa sư con đọc. Đun lapo purisa chano naso sapatha chayati yathaso chayati diro angkulang sukhame dati ti. À, chúng ta suy nhớ rồi bữa. Thông thường chúng ta sẽ có cái phần mà gọi là chuyển qua cái phần văn xuôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rất là lâu lắm không làm cho nên là quên. Chị bỏ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Xin lỗi. Rồi, như vậy cái phần văn xuôi ha. Gết chá. Gết chá bánh đá này. Rồi văn xuôi. Văn xuôi bây giờ nếu mà chuyển qua văn xuôi thì như thế nào có nghĩa? Dạ, có gặp bậc thánh nhân, có gặp bậc thánh nhân. Dạ, có gặp bậc thánh nhân, đó là chịu cách rồi. Như vậy là vấn đề là đun lắp vô. Dạ, đúng rồi, thưa sư. Động từ cho cái này là gì? Hô tí. Rồi, rồi cái gì nữa? Phải cái đi nha. Rồi. Sắp tháng, ná cha giáp tí. Yeah. Rồi. Yatha so diro. Yatha. Yatha. Nó gì? So diro yat cha yat tí. Rồi. Thằng cú lằng. Thằng giặt để nguyên. Cái nào mà sư quên được cái chuyện hơi bị nhắc cả chưa? Con tưởng sư cho qua luôn. Không quên vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ coi thấy này. Dunlapo Parisa Chanyo. Chúng ta nên là cái gì? Parisa Chanyo Dunlapo Hồ Tí. À, khi mà văn xuôi đó. Chúng ta nên đưa về đây. À, đúng rồi. Nó rồi, tính từ. Đúng rồi, nó là tính từ chia cùng cách với chủ từ vậy. So sapatha nacha yati đúng. Kế tiếp tức là so diro yatha ở đây đó, chúng ta có thể đặt trước cũng được hoặc chúng ta có thể đặt mà cha yati này. Yeah. Nhấn mạnh luôn ha. Cha yati chứ hả? Cha yatha thường thường đứng đầu câu. Đây là hình thái cha yati tức là hình thái gọi là nó tương tự cha giá tí nha. Cho nên giá thái chúng ta đặt đầu câu cũng được, chúng ta đặt ngay cái động từ để nhấn mạnh đó là bậc trí đó mà xuất hiện nơi nào. Được nha. Thì tăng cú năng xuống khăn cha giá tí. Dạ rồi.
Rồi như vậy chúng ta làm luôn mấy cái bài kệ phía trên này luôn. Dạ. Dạ, thỉnh sư nghỉ đi sư. Mai có lớp rồi sư. Dạ nghỉ đi sư. Nghỉ đi sư, bữa khác làm. Dạ không, để biết luôn. Để biết luôn. Bữa khác biết thôi sư chưa. Mai con phải ôn bài ngày ba nữa sư ơi. Rồi, dạ mời cô Nghĩa. Con xuống 8 nữa. Thôi, để con vô học. Chúng ta còn nhớ chủ từ là gì không? Động từ trước phần trên là tức là cái gì? Chủ từ là cái gì? Manusa. Dạ, Manusa. Nhưng mà Manusa ở đây đó chúng ta còn có là Bajatachita. Bajatachita ở đây tức là tính từ nha. Quá khứ phân từ được sử dụng tính từ. Tức là những người, nhân loại mà bị sợ hãi với cái sự mà gọi là hoảng sợ, hoảng hốt. Cho nên khi mình như vậy thì chúng ta tách ra tức là cái gì? Chúng ta đưa cụm này về đây ha. Awesome. Đưa cụm này về đây. Nhưng mà chúng ta nên đưa cái này lên trên nha. Và giá lên trên. Rồi. Cái tiếp là cái gì? Động từ sẽ là cái gì? Động từ danh tí. Chúng ta bỏ cái... Sao? Rồi. Để chúng ta xử lý cái gì nữa? Tìm chỗ. Tìm cái chỗ quyền. Cái đối cách mà chị danh tí là gì? Saranang. Đúng rồi, Saranang. Quê là gì? Quê là từ tháng quê nha. Cho nên chúng ta đã, chúng ta để phía sau chủ từ luôn. Rồi. Mà tới đối cách rồi, tức là Saranang danh tí rồi. Bây giờ cái phần mà phần phía trên. Mà Saranang thuộc về cái gì? Tức là direct object, yes, là indirect object. Tức là nguyên cái đoạn này luôn. Nó phải tuần tự nha. Núi, núi non, rồi bắt đầu tới rừng rậm. Núi non, rừng rậm, rừng cây, đình thấp. Rừng rậm, bắt đầu mà tới vườn tược ha. Ừ. Vườn tược, Arama này. Arama quốc khác, Chietiya. Chietiya. Như vậy chữ giá này đó thì chúng ta đặt về phía cuối luôn. Đó. Rồi, như vậy là xong một câu. Rồi, kế tiếp. Một tháng chín. Mời cô Loan. Quy ấy không ổn. Dạ, mời cô Loan nhỉ. Quy ấy không ổn. Tăng khô saranang. Tăng khô saranang. Tăng khô saranang. Có nghĩa để cô Lan làm như vậy. Dạ. Cái chữ nê tăng tách ra thưa sư. Đó. Rồi, muốn nê tăng tách ra, nê tăng. Chữ ná ê tăng chứ ạ. Ná cộng với ê tăng. Ná ê tăng. Khô sá ra năng khe măng. Khô sá ra măng đê năng. Rồi. Rồi tiếp theo. Ná ê tăng sá ra năng mút tâm măng. Ná ê tăng sá ra năng sá ra năng ga măng. Sá ba đúc kha ba mút chá tí. Động từ để cuối cùng. Dạ. Nãy tăng gì cô? Này có tách gì ra không? Dạ không tách gì sư. Chỉ tách chữ ná e tăng thôi. Tách chứ. Rồi. Cái chữ asaranang agas. Sắp ba đốt kha ba mút chá tí để cuối cùng hết. Mình chung quy là trên sau là viết xuống y chang đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ở đây coi lại nè. Ở đây đó. Như vậy tức là e tăng khô là chúng ta không có chuyện giữa cho đây được nha. Khô là một là để sau luôn cái saranang nha. Hoặc như là khô trên cái saranang, khô trên cái e tăng luôn. Không có để giữa hai chữ đó. Tại e tăng saranang mà. Chúng ta biết là chúng ta có thể là e tăng khô saranang hoặc saranang e tăng saranang khô đi, e tăng saranang khô rồi. Rồi bắt đầu gì? Như vậy là động từ cho cái khe măng là gì?
động từ sau này là hô tí, cho nên là ná phải đưa về đây. Hô tí. À, ná kia mang hô tí nha. Dạ. Phải như là chúng ta là kia ná. À. Ná e tăng sarang năng. Ná e tăng sarang năng. Khô kia mang ná hô tí. Ná chúng ta đưa đây cũng được này. Ná kia mang. Ná kia mang sư. Ná để trên kia măng đi. Ná út tâm măng luôn. Rồi, ná út tâm măng. Ná agama. Đúng, agama là bất biến quá khứ chung tử. Yeah. E tăng sarang năng. Ủa đâu có ná hả? Có ná không? Ờ, có ná. Dạ có. Rồi, sapadukha. Không, ná này không phải của đây. Ná là ná bá mút chát tí. Nè, không thoát khỏi khổ đâu. Ê tăng sá ra năng agamá, tức là sau khi mà gọi là quy ngữ như vậy rồi, thì không thoát khỏi được tất cả mọi khổ. Thấy chưa? Đặt nhầm rồi đấy. Sá ra năng agamá. Rồi, xin mời cô Trang, con 190. Dạ. Vô... quy ngữ Đức Phật vô gì? Vô vô saranang vô saranang Bút đăng là bút đăng. Đúng không? Bút đăng và đâm măng đâm măng tăng khăn chá gato gác và gato như chữ chá này và bỏ chá lấy chữ chá cuối cùng hết đó sư. Vô saranang bút đăng đâm măng tăng chá, mình chuyển thành văn xuôi mình không được bỏ chữ bỏ chữ chá, saranang bút đăng bỏ chá đầu thưa sư. Vô saranang bút đăng chá đâm măng. Các vị nhìn lên đây nè, các vị nhìn lên đây, đây là một chữ chá nè, đây là hai chữ chá, ba chữ chá, bốn chữ chá, bốn chữ chá của người ta mà sao mà bỏ được? Dạ, vậy để nguyên chữ chá, không bỏ được thì lấy. Trời ơi, đã không bỏ được thì lấy rồi. Thế tiếp. Sao nữa? Động từ cho cái này là gì? Dạ, bác sát tí. Không, động từ cho cái câu trên, vô cái tô này là gì? Yeah. Một tí. Gato hô tí. Tại vì gato nó là gì, là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ bị đặt vô này. Cho nên á, khi mà chia như vậy đó, thì một là có để là bút đăng chát, đâm anh chát, sang canh chát cũng được, phải tách ra cũng được. Nhưng mà riêng cái chữ chá này là cái gì? Còn phải đưa về sau. Cái người đó sau khi mà đã quy ngưỡng rồi bắt đầu mới tới làm cái này. Đúng không? Ô, xa trước. Yeah. Đúng không? Nhất ta rí Ariya Sakya ni. Rồi kế tiếp là cái gì? Dạ Sammadaya Sammapanyaya Bassati. Như vậy cái động Sammapanyaya này chúng ta không nên để phía trước cái động hô tí. Bởi vì thấy cái gì? Thấy tứ đế. Cho nên là thấy tứ đế bằng trí thì chúng ta nên là Sammapanyaya Nhất ta rí Ariya Sakya ni Bassati. Đúng không? Dạ. Yeah. Mình cho chữ sâu vô cho nó đẹp thế xin. Chữ sâu. Không, mình bỏ hô tí luôn đó, mình không thêm vô luôn. Yeah, tức là mình chỉ thay đổi vị trí mà đúng mà không bỏ chữ. Yeah. Rồi, kế tiếp. Phước duyên hết thưa sư. Dạ, mời chị Duyên. Con không biết làm sư ơi. Dạ, nó cứ làm đi nhỉ. Làm trí là quen thương ơi. Thấy khổ nhân sinh khổ. Vậy là tiên lại cô đặt câu đầu á sư. À, câu đầu y gian luôn đúng không? Yeah. Đúc khăn đúc khá xa xa mục phá đằng. Rồi. Và sư vượt qua khổ. Vậy là để vậy luôn. Để vậy luôn hả? Vậy là phải dấu phẩy thôi. Phải dấu phẩy hả? Dạ. Yeah. À, để dấu phẩy chị. Dạ để dấu phẩy vậy giống vậy á sư.
Rồi, cái tiếp. Tiếp sao nữa? Như văn xuôi không có đâu dấu phẩy rồi thưa sư. Không, cứ để cho cô làm nhỉ. Rồi, cái tiếp sao nữa chị? Cùng thánh đạo tám chi. Có phải không? Thánh đạo tám chi. Thánh đạo tám chi thì cái nào đi trước? Áo đi dăng mắt găng. Chá hả? Chá rồi áp thăng cái ý căng. Xong rồi áo đi dăng mắt găng. À, tách chị chá cửa chấp thăng ra ha. Là chá áo đi dăng ý căng. Áp thăng ý căng đúng không? Căng áp thăng. Đúng ý chưa chưa? Rồi. Chị đem lên luôn đi. Đem nào lên chị đem cái áp thăng. Áp thăng ghi căng á. Tại vì nó nói liền đó. Cho ném hết tính tự ra chứ. Chá ấp thăng ghi căng. Á đi dăng găng. Đúng rồi, định sư làm vậy mà phải không? Vậy được chưa hay là chỉnh chá, gì? Má sư, chá xong rồi ấp thăng ghi căng. Á đi dăng mất găng má sư. Á đi dăng mất găng. Rồi gì nữa? Vậy được chưa? Rồi tắt đi cưng. Rồi túc khá út bát xá má. Để khỏi, để khỏi, mình không tắt ra cái này. Để nó tắt ra mình phải chia biến cấp. Mình không tắt, không thêm chữ. Dạ. Rút căng. Rồi ổn chưa? Dạ, để nhảy đi sư. Sư sửa thì chắc không biết làm. Rồi đây chúng ta sẽ là thăng hasamu đa năng, đúng không? Đúng, tức là hai cái bé này tức là ám chỉ tức là nhân và khổ và khổ tập nha, khổ và khổ tập, nhân và quả đây, khổ và khổ tập chúng ta bỏ phải luôn. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ là bức khắc sát atikamang nha. Cái đó là atikamang này chúng ta bỏ lên trên đây. Và cái gì? Và cái sự vượt qua đối với khổ đó. Rồi bắt đầu chúng ta mới xử lý cái cụm này. Chúng ta đang nhớ rằng là cái gì? Cái Dukkhupassamagaminang. Hồi nãy sư có nói rồi. Nó là đối cách nha. Gamin này này, gaminang này, nó là đối cách. Nó chia cùng cách như là mắt găng. Nó là bộ nghĩa cho mắt găng. Cho nên nó phải làm cho mắt găng. Đúng không? Dạ. Trên mắt găng. Mà mắt găng này nó còn có tính từ gì nữa? À, nữa. Thấp thăng đi căng nữa. Dạ. Cho nên đó, cho hết lên trên. Cho nên đó, cái này đó thì chúng ta đưa lên trên luôn. Bởi vì sao? Nó là tính từ của nghĩa cho một đám. Nó là cái phương pháp hoặc là cái con đường cao thượng gồm 8 cái yếu tố là cái pháp mà dẫn đến cái an tịnh mỗi khổ. Cho nên chị chát chúng ta để phía cuối cùng. Đấy. Thôi như vậy. Rồi. Để xong rồi một vé. Chị hay quá. Dạ cô Hảo. Dạ sao? Dạ Hảo. Dạ mời cô Hảo câu 192 thưa sư. 192. Dạ dạ. Cái khê măng tính từ để hiện trước đó thưa sư. Dạ dạ. Khê măng sá rách năng nê tăng ná ê tăng. À, cô 92 đâu có ná đâu cô. Dạ 92 là 92 là nê tăng ấy, không, nó chỉ có ê tăng hay là nê tăng. Ê tăng vậy không? Nó ê tăng gì thì thôi. Con xem lộn rồi. Ê tăng. Dạ. Và chữ khô cô. Dạ. Chữ khô. Khê măng sá rá năng. Khô ê măng. Khê măng sá rá năng khô ê tăng. Ê tăng. Không, khê măng sá rá năng ê tăng. Khê măng sá rá năng ê tăng. Khô sá rá năng ê khê măng. Khô khê măng sá rá năng ê tăng. Rồi, chứ khô đi trước đúng không? Rồi. Dạ. Tiếp. Rồi, Uttamang. Uttamang tính từ. Uttamang tính từ. Dạ. Uttamang tính từ, dạ.
Rồi. Uttamang. Uttamang gì con? Uttamang e tăng sarana uttamang. Không, bỏ uttamang lên rồi cho nên còn uttamang nữa. Dạ. E tăng sarana. Sarana nam gamma. E tăng sarana. Sarananang agama ha. Dạ, agama. Sapa dukkha pamuchati. Rồi. Rồi ha con ha. Rồi chưa? Dạ, tôi sửa giùm con ạ. Rồi ở đây giống như cái phần bên phía trên luôn, chúng ta cũng sẽ là cái gì? Là e tăng sara năng nha. Đây là đại từ mà chỉ định cho nên là e tăng sara năng. Và chúng ta nên nhớ rằng cái khe mang là cái từ của cho nên là khe mang chúng ta tắt ra đây, phải xuống phía dưới này. Khô đó thì chúng ta để đâu? Khô thì chúng ta để là e tăng. Khô không đặt đầu nha. Khô không đặt đầu. Đấy. Như vậy là e tăng sara năng này phía trên này cũng là e tăng sara năng khô nát kia măng này, các vị lưu ý phía trên là các vị sẽ thấy đấy. Rồi ở đây cũng tương tự luôn là e tăng sara năng của tâm măng tính từ chia cùng cách với sara năng như vậy sau ha. Rồi bắt đầu cũng như là e tăng sara năng agamma, rồi bắt đầu sapa dukkha pamuchati. Rồi như vậy là lâu lắm rồi là không có chia cái này ha. Hôm nay làm lại vui quá sơn. Rồi tôi và sư xin kết thúc bài học năm nay tại đây và phần phước phát sinh như sự chia sẻ các nhân tất cả chư thiên và sinh viên đều được các vị hưởng mong với vị luôn luôn được an lạc nhất pháp của đức Phật Gautama và được tất cả các vị mong các vị sasanang kirang tithato ba lần. Buddha sasanang kirang tithato, Buddha sasanang kirang tithato, Buddha sasanang kirang tithato, sadu sadu sadu. Sa-ru, sa-ru, sa-ru. Dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Xin mời quý vị nghỉ ạ.